Alo, Dạ rõ đang nghe à. thầy ơi? Rõ rồi. Rồi rồi, cái màn hình thấy không? Thấy màn hình Thấy, không tụi em thấy. Dạ thấy, dạ thấy. em? Thấy Rồi, camera thầy ơi, chưa thấy xin lại. thấy camera chưa thấy màn hình nữa thầy. ủa, chưa thấy like hả? Dạ chưa. Thấy màn hình chưa? Thấy slide chưa? Chưa thấy luôn thầy ơi. Thấy slide chưa? Thấy hả? Dạ chưa. Thì đó. Thầy thấy rồi thầy ơi, thấy thấy lại rồi. Dạ thầy ơi, thấy màn hình đang thui rồi thầy ơi. Em cũng thấy đang thui rồi thầy ơi. Ủa sao em thấy thầy ơi, thấy bình thường á, bệnh lý trẻ tràng. Alo, tụi em thấy chưa? Dạ. Thấy thấy slide bệnh lý đại tràng rồi thầy. Thấy rồi không? Thấy rồi không? Dạ thấy rồi thầy, Rồi. Rồi. Bây giờ bắt đầu học nha. Ok, thấy rõ rồi ha. Chừng nào không thấy slide thì nói nha. thấy. Rồi. Ủa sao đen thui đó thầy ơi? Còn đen nữa hả? Dạ. Thấy chưa? Alo, Chưa, chưa, chưa. không thấy gì hết hả? Dạ. Giờ thấy Dạ rõ thấy. chưa? À thấy rồi thầy, Nó giống như nó bị chậm nữa. Thôi bây giờ vậy, tôi tắt hình của tôi để khỏi mất công lộn xộn. Alo, rồi bắt đầu được ha, tụi em thấy slide đầu lại bình thường á. Alo,
Dạ chưa thấy thầy ơi. Chưa thấy thầy ơi. Chưa thấy gì hết hả? Máy em thấy thầy. Thấy không? Thấy, thấy dạ, slide bệnh lý đại tràng. À thấy rồi. Rồi có ai không thấy không? Mà tôi nghe giọng mấy bạn nữ thì thấy, còn mấy bạn nam thấy không? Dạ thấy rồi. Thấy rồi hả? Ok. Rồi. Giờ nhảy nè. Slide nó nhảy chưa? Chưa luôn thầy không, ơi. Không, chưa thầy ơi. Không nhảy gì hết hả? Dạ. Nhảy chưa hả? Nó chậm. Không, không thấy nhảy. Dạ. Không nhảy gì hết trơn hả? Dạ giờ thấy nhảy rồi thầy ơi. Thấy nhảy luôn. Nó nhảy cái slide qua cái gì rồi? Nó qua cái gì em? Phân lý bệnh, phân loại bệnh lý đại tràng. Ủa vậy nó nhảy tới đó rồi hả? Giờ đại cương. À tức là nó nhảy chậm. Nó nhảy chậm. bây giờ thấy lại gì chữ đại cương hay gì đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Rồi. Rồi. Em bây giờ tôi bắt đầu dạy cái bài này. Cái bài này thì tụi nếu mà tụi em học y Phạm Ngọc Thạch từ năm thứ ba tôi đã giới thiệu những điều cơ bản, rồi đến năm thứ sáu thì học sâu hơn một chút, có một chút về điều trị, đương nhiên vẫn là những bài cơ bản thôi. Còn bây giờ là mình học sau đại học nên là cái phần bệnh lý đại tràng thì tôi sẽ đi sâu vô nhiều bệnh hơn nữa. Có một số bệnh mà hồi chương trình đại học mình không có học, bây giờ sau đại học mình sẽ học chi tiết hơn. Thì cái này thì là từ năm y ba y bốn tôi đã dạy rồi, thì cái bệnh này là bệnh, cái vấn đề này là gặp rất là thường gặp. Thì cái hội chứng ruột kích thích là cái mà chủ yếu là cái tụi em sẽ gặp trên lâm sàng, tuy nhiên những cái bệnh thực thể cũng gặp rất là nhiều. Rồi bây giờ mình qua slide kế. Đấy. Thì cũng giống như hôm bữa mình học bài bệnh lý về thực quản, thì mình có một cái bệnh lý phân loại chung. Thì về bệnh lý về khối u, bệnh lý về khối u thì trong chương trình sau đại học của nội thì tôi không có dạy về ung thư đại trực tràng, tôi chỉ dạy là những cái cách để phân biệt, để là tầm soát phát hiện sớm ung thư đại tràng. Cái polyp đại trực tràng thì tôi sẽ nói về cái này. Rồi. Cái thứ hai là cái bệnh rất là thường gặp mà mình gặp hàng gần như mỗi ngày là hội chứng ruột kích thích. Rồi. Cái bệnh lý thứ ba, nhóm bệnh lý thứ ba là nhóm bệnh lý viêm đại tràng. Mình hay đi lâm sàng mình chẩn đoán cái này là viêm đại tràng. Thì có bài lao ruột thì tôi không có dạy bài lao ruột. Tôi sẽ dạy bài là viêm đại tràng do nhiễm trùng, mà cái thường gặp nhất là cái con Clostridium difficile. Cái thứ hai là cái nhiễm ký sinh trùng amip. Cái thứ ba là một cái bệnh mà bây giờ thực sự ở Việt Nam gặp bắt đầu nhiều lên là gọi là IBD, tức là viêm loét đại tràng, hay mình gọi là UC. Những cái bệnh lý khác như bệnh lý túi thừa hoặc là bệnh và gọi là viêm đại tràng mà do thiếu máu cục bộ ischemic, hay mình còn gọi là nhồi máu mạch treo hay là thuyên tắc mạch máu ruột. Mà cái ischemic colitis đó, bây giờ đó là đặc biệt bây giờ cần phải chú ý,
Bởi vì trong cái thời đại Covid này, khi mình chích ngừa những cái loại vaccine, trong đó có vaccine AstraZeneca, thì mặc dù tỷ lệ nó khá ít, rất là hiếm, khoảng là tính bằng phần triệu xảy ra cái biến chứng là cục máu đông, thì cục máu đông nó có thể nó xảy ra trên não, hoặc là nó xảy ra ở ruột thì gây ra bệnh cảnh ischemic colitis. Như vậy là tụi em đã thấy sơ bộ về cái bệnh lý đại tràng. Như vậy gần như tất cả những cái bản phân loại trong bệnh lý đại tràng này, hôm nay chúng ta sẽ được học gần như là 80% về cái này. Tại tụi em là chương trình cao đại học rồi. 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 Thì cũng giống như cái bài cổ điển trong sách của Y5, sách gọi là bệnh học cũng như là điều trị học, thì cái phần triệu chứng là cái phần luôn luôn là tiếp cận đầu tiên. Thì bệnh nhân gặp mình thì không bao giờ nói tôi bị đau đại tràng bác sĩ, tôi bị, mà người ta sẽ biểu hiện những cái chief complaint để người ta đi gặp mình. Thì cái chief complaint đầu tiên luôn luôn tụi em gặp là đau bụng. Cái đau bụng, tụi em đã đi, người nào đã đi tiêu hóa rồi thì thấy cái chief complaint luôn luôn là cái đau bụng, gần như là cái đó chiếm đa số, rất là khó chịu. Nên lẽ đương nhiên khi mình hỏi những cái đặc điểm là đau quanh rúng hoặc đau bụng dưới hoặc đau theo hình chữ U úp ngược, hoặc là bệnh nhân có tính chất đau quặn cơn và phân, là thay đổi tính chất phân nha tụi em, tôi để là thay đổi có nghĩa là phân có thể cứng hoặc mềm, và bệnh nhân thường kèm theo cái hơi nhiều lắm, có người nói tôi nghe sôi ồ trong bụng, có người theo tôi nghe số bụng ồ ồ mà xì hơi đánh địch rất là nhiều. Và thường thường đau bụng này á, người ta có khuynh hướng là sẽ ngồi cầu hay cái gì đó, mặc dù ngồi không có đi được phân, nhưng mà ngồi cầu người ta cảm giác là có vẻ như lúc người ta xì hơi được hay người ta đi cầu được, người ta dễ chịu hơn, nên người ta có khuynh hướng vô ngồi cầu cho nó dễ chịu. Đó là cái đau bụng, là cái chip complaint rất là thường gặp. Cái chip complaint thứ ơi, hình như là lao không nhảy á thầy. Nó đang đứng ở đâu? Nó đang đứng ở phân loại bệnh đại tràng, nó lai thứ nhất luôn. Từ bữa nãy giờ chưa nhảy gì hết hả? Dạ không luôn. Ủa thì mở cái style thử bên này, cái style bấm thử coi nó có nhảy không? Nhảy mà. Không nhảy sao tôi? Bây giờ nhảy rồi thầy. Nhảy qua gì rồi? Phân loại bệnh lý đại tràng lai thứ hai. Ồ, tức là nó nhảy chậm. Nó nhảy chậm. Rồi bây giờ nè, giờ thấy cái sai này không? Triệu chứng bệnh lý đại tràng á, lý đại tràng á. Dạ thấy rồi thầy. Rồi, tôi mới nói xong. Được chưa? Rồi. Rồi. Rồi, đó là cái chip complaint tôi vừa mới nói là về cái mà đau bụng. Rồi, cái bệnh lý đại tràng nó có thể biểu hiện bằng tắc ruột. Nếu mà tắc ruột luôn luôn cái chip complaint, luôn luôn lúc đầu của nó luôn luôn là đau bụng. Nhưng mà chúng ta nên nhớ tắc ruột là luôn có là đau nôn bí trước. Hay thậm chí bán tắc thì nó cũng là đau bụng. Bán tắc thì là cái dấu hiệu của nó là dấu chronic rất là rõ. Người nào đi tiêu hóa với tôi rồi thì sẽ chú ý cái này, là nó đau quặn, mà chúng ta thấy người, có người nói tôi cảm giác là tôi đau bụng, là tôi thấy hình như có cái khối u nó nổi ở trên bụng tôi đó, nhưng mà sao giờ tôi đi khám bác sĩ thấy nó mất rồi, thì do là cái khối u nó có thể căng lên xẹp xuống, và khi bệnh nhân đi cầu đánh hơi được thì khối u nó có vẻ biến mất nhỏ đi và bệnh nhân bớt đau. Cái dấu hiệu đó là dấu hiệu chronic. Rồi, cái thứ ba, ra đó bản chất cái tắc ruột hay bán tắc ruột thì bản chất mình nói là triệu chứng, nhưng mà thiệt sự nó chỉ là nằm trong cái chip complaint là đau bụng. Rồi, có cái chip complaint nữa thường gặp là change bowel habit.
thay đổi, rối loạn thói quen đi cầu. À, tức là bệnh nhân sẽ cảm giác là đi cầu nhiều lần, hoặc là đi cầu ít lần hơn bình thường. Và mình đương nhiên mình không dựa vào táo bón hay tiêu chảy thì mình nói cái này là thay đổi thói quen. Thí dụ tôi bình thường là tôi trung bình là người ta gọi là thói quen đi cầu là người ta tính theo đơn vị tuần nha tụi em, chứ không tính theo đơn vị ngày như hồi xưa mình học cái đơn vị tuần. Người bình thường nó sẽ dao động từ 3-4 lần một tuần, từ tối thiểu là phải 3-4 lần một tuần cho đến khoảng 10-12 lần một tuần, đơn vị tuần nha, miễn tính chất phân nó bình thường là được. Do đó tôi là cái người bình thường một tuần mà tôi đi khoảng, không phải ngày nào cũng đi mà trung bình tuần tôi đi khoảng 5-6 lần. Còn tụi em là một người bình thường là có ngày đi 1 lần, có ngày đi 2 lần. Tức là tuần tụi em đi cầu khoảng 10 lần là bình thường đó tụi em. Nhưng mà bây giờ tự nhiên 2 tuần lễ nay tụi em đi còn tuần còn 5 lần giống như tôi. Tức là tụi em bị thay đổi thói quen đi cầu. À, vậy nhớ nha, cái đây là một cái thuật ngữ mới gọi là rối loạn thói quen đi cầu, thay đổi thói quen đi cầu, thì đó là báo hiệu một bệnh lý về đường ruột. Đâm ra đôi khi mình chỉ hỏi người ta ông có ỉa chải không, không có táo bón không, không, mình không bao giờ hỏi về thói quen đi cầu, thay đổi thói quen đi cầu, mà thay đổi thói quen đi cầu đặc biệt mà nó kéo dài 2 tuần trở lên, trên 2 tuần liên tiếp trở lên, đó là báo hiệu của bệnh lý đại tràng. À, mà mình hay bỏ qua cái này. Rồi. Rồi. Nó nhảy qua slide táo bón rồi đúng không tụi em? Rồi. Qua rồi. Rồi. Bây giờ một đó là xong được hai cái chip complaint chính. Cái chip complaint thứ ba là táo bón. À, cái này tôi mà cho đi thi đó nha. Đi thi mà chưa học bài này mà tôi đi hỏi trắc nghiệm bác sĩ đi làm rồi á, tôi hỏi 100 người thì coi như là 99 người trả lời sai. Thế nào là táo bón? À, định nghĩa theo sách vở là dưới 200 gram phân. Này nói trong sách vở thì không ai đi phân đem đè ra cân để tính đó. Thật sự mình định nghĩa táo bón thông thường theo kiến thức của tụi em, tụi em sẽ nói là thấy không có đi cầu, tức là rơi vô tiêu chuẩn số 6. Tức là đi cầu dưới 3 lần tuần là tụi em cho là người ta bón. Điều đó sai hoàn toàn. Tụi em thấy người ta định nghĩa số lần đi cầu là thông thường ta định nghĩa trong vòng tuần hoặc 10 ngày. Thì cái tiêu chuẩn mà đi cầu dưới 3 lần tuần chỉ là một tiêu chuẩn. Em phải có ít nhất thêm một trong 5 tiêu chuẩn sau nữa thì em mới gọi là táo bón. Thậm chí có người ngày nào cũng đi cầu nhưng mình vẫn định nghĩa họ táo bón. Bởi vì trong 1/4 số lần đi cầu, ví dụ trong tuần họ đi cầu khoảng 8 lần, mà họ có 2 lần mà phải rặn khí thế mới ra, là rơi vô một tiêu chuẩn này. Hoặc là trong 8-9 lần đi cầu của họ trong vòng tuần đó, thì có ít nhất 2-3 lần là phân khô cứng. Hoặc là trong 8-9 lần đi cầu một tuần đó, họ có 2-3 lần là đi rồi mà cảm giác là chưa hết phân, chưa hết sạch phân. Đấy. Hoặc là trong 8-9 lần đi cầu đó, có 2-3 lần đi cầu mà rặn rất là khó phân, rặn gọi là đỏ mặt tía tai mà chưa ra được. Đấy. Thậm chí là trong những lần đó phải móc phân hoặc là bơm thuốc vô mới ra được. Như vậy rõ ràng là cái định nghĩa táo bón là mình hỏi một là sót cái bệnh nhân, hai là mình chẩn đoán quá tay ta bị táo bón. À, nhớ tôi cái này. Cái mình hay dùng nhất là mình dùng đúng tiêu chuẩn số 6, tức là không có đi cầu ít quá em chẩn đoán táo bón liền là chưa có đúng. Nhớ tôi cái đó. Nó phải có một trong năm cái trên nữa. Và người ta tính bằng là 1/4 số lần đi cầu. Mà 1/4 số lần đi cầu thường ta tính trong vòng một tuần hoặc 10 bữa, ta đi cầu mấy lần, khoảng 8-10 lần thì mình tính mới được 1/4. Đấy. Và thậm chí có mọi người vẫn đi cầu hàng ngày nhưng vẫn bón. Bởi vì họ đi cầu hàng ngày, một tuần họ đi cầu thêm 10 lần. Nhưng mà tức là chắc chắn trong 10 lần đó là phải có 2-3 lần là phân cứng, hay là 2-3 lần là phải răng dữ dội mới ra được. Hay là 2-3 lần mà răng không ra nổi, phải bơm vô nó mới ra, không có đau đứt quá chịu nổi. 2 trong 6 tiêu chuẩn.
À, tụi em nhớ cái này mình hay tập. Rồi, cái tiêu chuẩn số 3, xin lỗi, cái tiêu chuẩn số 2 là phân khô cứng. Phân khô cứng, thế nào là khô cứng? À, người ta có hình ảnh đàng hoàng. Đấy, khô cứng. Đấy, cái này coi cái này xong là khỏi đi học, khỏi ăn bánh mì luôn. Hình số 1 là phân cục 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 như phân dê. Hình số 2 là phân cứng nè, đó, có gai góc. Hình số 3 là phân giống như xúc xích mà có nứt 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 trên bề mặt phân. Hình số 4 là bình thường. Như vậy là nếu mà rơi vô số 1, số 2, thậm chí số 3 là xem như là phân cứng rồi đó. Còn như, còn số 6, số 7, số 7 là toàn là nước. Số 6 là bở rồi đó. 5, 6, 7 là thuộc về ỉ chạy. Thang điểm này gọi là thang điểm Bridgestone. Để nhớ định nghĩa thế nào là bảo bọn. Đó là cái chip complaint thứ ba của bệnh nhân. Đấy. Rồi. Rồi. Giờ cái chip complaint nó thường gặp là tiêu chảy. Rồi, tiêu chảy cũng giống như định nghĩa về táo bón. Không ai đi mà cân cái phân cho mình đó. Thì người ta định nghĩa hu, định nghĩa là đi cầu ít nhất 3 lần ngày mà phân sệt lỏng thì gọi là tiêu chảy. Vậy thì cái chữ phân sệt lỏng này hiểu nghĩa như thế nào? Trở lại cái hình hồi nãy nhớ không? Cái hình hồi nãy. Đây. Đây, hình số 6 và hình số 7. Số 7 là toàn là nước. À, như vậy định nghĩa tiêu chảy giờ rất rõ ràng. Rồi. Rồi. Tiêu chảy cấp là tiêu chảy trong vòng 2 tuần. Tiêu chảy mãn là quá 4 tuần. Tiêu chảy persistent, tiêu chảy trường diễn hay kéo dài là từ 2-4 tuần. Chúng ta phân biệt chuyện này. Như vậy, nếu mà bệnh lý đại tràng thường là nó rơi vô tiêu chảy mãn. Còn tiêu chảy kéo dài persistent là nó có thể là nó có một số trường hợp nó hồi phục hoàn toàn như tiêu chảy cấp. Và có những trường hợp là nó kéo dài dai dẳng thành tiêu chảy kéo dài quá 4 tuần, nó thành tiêu chảy mãn. Vì vậy chúng ta xác định bệnh lý đại tràng là nó sẽ rơi vô là tiêu chảy mãn hoặc tiêu chảy kéo dài. Thấy không? Rồi. Cái này về cái tiêu chảy kéo dài đấy là trên 4 tuần đấy, thì khi mà mình tiếp cận một cái tiêu chảy kéo dài thì mình sẽ hỏi bệnh nhân là tiêu chảy kiểu nào. Một là tiêu chảy phân mỡ. Phân mỡ thì thường thường mình hỏi tiêu chảy phân mỡ thì người ta chẳng có nói tôi ỉa mỡ đâu, mà thông thường tiêu chảy phân mỡ thì người ta sẽ than là nếu mình rửa đó, nếu mình xin lỗi, mình đi cầu xong mình rửa đó thì mình sẽ thấy tay mình nó nhớt nhớt kỳ lắm, giống như mình rửa chén vậy đó. Hoặc là nếu người ta đi cầu, người ta nhìn phân, người ta bấm dội á, thì người ta thấy giống như là có những một vài cái giọt giống như ván ở trên đó đó. Giống như mình ví dụ chén rồi chén bát mình ăn xong mà mình mà ăn có dầu mỡ mà mình đổ nước vô xong cái mình đổ xuống một cái sàn nước gì đó thì mình thấy hơi có ván dầu mỡ. Thì cái người tiêu chảy phân mỡ, nếu họ để ý họ sẽ thấy cái chuyện đó. Rồi còn cái nhóm thứ hai là tiêu chảy có đàm máu. Và cái nhóm thứ ba là tiêu chảy không máu, không mỡ gì hết, tức là tiêu chảy thông thường, nước thông thường, nước sệt thông thường. Thì tiêu chảy kéo dài mình nhớ hỏi là nó có ba nhóm đó. Tại sao như thế? Tại vì rất là nhiều trường hợp bệnh nhân bị đi tiêu chảy kéo dài. Đi tiêu chảy kéo dài và không hỏi kỹ. Thì nếu mà tiêu chảy phân mỡ thì nó không có liên quan gì tới cái ruột hết đó nha. Nếu bệnh nhân tiêu chảy kéo dài, tiêu chảy phân mỡ, cái đầu tiên luôn luôn phải nghĩ là bệnh lý tụy, viêm tụy mãn hoặc là ung thư tụy. Ung thư tụy thường thường là ung thư thân tụy hoặc đuôi tụy. Còn ung thư đầu tụy nếu nó nặng thì nó chèn ép đường mật thì nó gây là vàng da tắc mật rồi. Chú ý là cái tiêu chảy kéo dài và tiêu chảy phân mỡ nó rơi vô bệnh lý tụy, không phải ruột. Một số bệnh lý về niêm mạc ruột non, ví dụ bệnh Sprue hoặc là bệnh Crohn ruột non, cái này thì hiếm lắm. Và cái nguyên nhân nữa là phải liên quan tới gan tắc mật hoặc là sơ gan, viêm gan gì đó, hoặc là người cắt dạ dày lại bị tiêu chảy kéo dài. Như vậy chúng ta thấy là nếu mà tiêu chảy kéo dài, tiêu chảy trường diễn gì đó mà phân nó mở thì cái đó không phải đi tìm
rồi đi trị bệnh ruột, ruột già, đại tràng, trật lất, nó không có vô cái gì hết á. Rồi, à, còn nếu nếu mà tiêu chảy mà có dính đàm máu, thậm chí có hội chứng lỵ nữa, thì là tất cả cái bệnh nằm trong cái bệnh viêm đại tràng nói chung, từ viêm loét đại tràng thông thường cho tới viêm đại tràng do tia xạ, do dung sáng, do amip, hoặc thậm chí là ung thư hoặc polyp, à, ung thư đại trực tràng hoặc polyp, thậm chí có những bệnh lý ở đường sinh dục nữ nó cũng ảnh hưởng, nó xâm lấn qua đường đại tràng và nó gây cái tiêu chảy kéo dài mà có đàm máu. Rồi, còn một cái tiêu chảy thông thường, tức là tiêu chảy kéo dài mà để phân sệt hoài đó, thì cái này nó rất là nhiều nguyên nhân. Ví dụ như có nhiều người do uống thuốc sổ, à, cái này gặp rất là nhiều. Có nhiều người đi uống thuốc ốm, à, hoặc là đi khám bệnh thì than bón, bón bác sĩ cho thuốc thì dễ tiêu chảy. Đấy, hoặc là do nhiễm ký sinh trùng. Hoặc đơn giản hơn là một cái tiêu chảy kéo dài là phải loại trừ HIV, SIDA, à, hoặc phải loại trừ cường giáp. Còn bệnh lý ruột thì có thể là bệnh túi thừa hoặc là hội chứng ruột kích thích. Đấy. Như vậy là mình thấy là cái bệnh lý đại tràng là nó đa dạng, nhất là nếu mà những cái tiêu chảy kéo dài là cái mình hay thường gặp hàng ngày ở bệnh nhân mà Việt Nam là hay đi khám bệnh vì tiêu chảy kéo dài. Và nhớ là có một cái nữa là rối loạn thói quen đi cầu, thay đổi thói quen đi cầu. Rồi, thế thì đứng trước một bệnh nhân có một trong những vấn đề về cái đường tiêu hóa trên, đi đường tiêu hóa như tôi vừa nói, đau bụng hay thay đổi thói quen đi cầu hay tiêu chảy hay táo bón, thì cái thăm dò luôn luôn, tôi biết khi mà mình thực tế mình gặp, mình hay muốn soi đại tràng để mình biết nó có cái gì trong đó, nhưng mà cái tiếp cận đầu tiên là không bao giờ phải là soi đại tràng mà là thử máu ẩn trong phân. Bởi vì khi có máu ẩn trong phân chứng tỏ là có chỗ nào trên đường tiêu hóa bị tổn thương, à, làm cho nó xuất hiện máu ẩn trong phân. À, tuy nhiên máu ẩn trong phân, tại vì máu ẩn trong phân nó rất dễ bị dương giả nha tụi em. Ví dụ bệnh nhân mà 3 ngày trước có ăn thịt kiểu bò bít tết, thịt có màu đỏ, hay bệnh nhân có uống aspirin hay là thuốc giảm đau kháng viêm non steroid, hay bệnh nhân uống nước ép trái cây, hay dùng thuốc bổ có nhiều chất sắt hoặc vitamin C là nó hay gây dương giả lắm. Nhưng mà đứng về mặt thực hành của mình á, thì rõ ràng nếu mà người ta dương giả có nghĩa là nó chẳng có cái gì tổn thương gì trên đường tiêu hóa mà nó dẫn cho phản ứng dương. Như vậy thì đứng về mặt thực hành của mình, một người mà than rối loạn đi cầu, đau bụng gì gì đó, ngoài những xét nghiệm cơ bản công thức máu rồi này nọ, rồi siêu âm bụng và X quang phổi, những cái xét nghiệm cơ bản ký sinh trùng đường ruột, à, mà mình chưa có điều kiện để nội soi, thì cái xét nghiệm mà máu ẩn trong phân mà nó âm tính thì nó gợi ý rằng trong đường tiêu hóa bệnh nhân này, đặc biệt là cái đại tràng, chắc là gần như không có cái tổn thương gì. À, chúng ta phân biệt cái máu ẩn trong phân nó khác hoàn toàn với tìm hồng cầu, bạch cầu trong phân. Hồng cầu, bạch cầu trong phân thường là người ta gặp trong tiêu chảy cấp. Nếu có bạch cầu trong phân, thường nó sẽ đi kèm hồng cầu. Nếu có bạch cầu trong phân thì là cái đó là chứng tỏ là nhiễm trùng, những cái con vi trùng gì nào mà nó xâm lấn cái niêm mạc. À, nó sẽ xuất tiết bạch cầu ở trong phân, nó lôi kéo bạch cầu vô cái niêm mạc, ống tiêu hóa, và nó xuất hiện trong phân và nó kèm hồng cầu. Cái xét nghiệm tìm hồng cầu, bạch cầu trong phân nó khác hoàn toàn với xét nghiệm FOBT, máu ẩn trong phân. Thông thường khi mình ỉa chảy, mình cho xét nghiệm thông thường thì là ta sẽ tìm hồng cầu, bạch cầu với trứng dung, ký sinh trùng đường ruột đó. Thì đó là xét nghiệm là nó lấy mẫu riêng. Còn máu ẩn trong phân là nó lấy mẫu riêng. À, nó lấy mẫu các tìm kiểu khác. À, rất là nhiều bác sĩ đi làm không phân biệt được hai cái này. À, hồng cầu, bạch cầu phân không có ý nghĩa gì hả? Nói về tổn thương ống tiêu hóa hết. À, ví dụ như là em ỉa chảy hay bị trĩ, nó cũng có thể có tí hồng cầu trong phân, ỉa chảy cấp. Còn đối với tiêu chảy kéo dài hay đau bụng mãn kéo dài thì người ta phải thử tìm máu ẩn trong phân mới chính xác. À, rồi. Rồi, lẽ đương nhiên là những cái phương tiện ngày xưa thì hiện hình nó lên, người ta chụp X quang, còn bây giờ người ta nội soi. Rồi, đó là cái đầu tiên
cái mục tiêu đầu tiên là tụi em, mục tiêu đầu tiên là, mục tiêu đầu tiên là tụi em nắm được những cái bệnh lý đại tràng nó sẽ có cái những cái chip complaint gì, đau bụng, tiêu chảy, táo bón gì đó, rối loạn thái quan đi cầu đó, mình phải hiểu. À, và mình biết là cái phương tiện thăm dò cơ bản đơn giản nhất là máu ẩn trong phân, và nó khác hoàn toàn với lại cái thử hồng cầu bạch cầu trong phân. Lẽ đương nhiên nếu mình tốt hơn mình sẽ nội soi ruột già để mình chẩn đoán. Rồi bây giờ tôi đi vô một cái chương, cái phần đầu tiên của bệnh lý đại tràng là viêm đại tràng. À, mình hay đi hay chẩn đoán là viêm đại tràng mãn gì đó. À, thì đây mình có ở đây tôi thấy có bốn cái nhóm bệnh chính. Viêm đại, bệnh đại tràng do viêm gọi là IBD. IBD nó có hai bệnh là viêm loét đại tràng UC và bệnh Crohn. Hai là viêm đại tràng do amip. Ba là viêm đại tràng màng giả, màng giả nha, chứ không phải là mãn nha, màng giả. Thứ tư là lao ruột. Thứ năm là viêm đại tràng do xạ trị. À, viêm đại tràng xạ trị thực sự đây là tổn thương niêm mạc đại tràng do tác nhân vật lý, giống như mình bị phỏng nắng, phỏng ngoài da vậy đó. Phỏng nắng hoặc là phỏng axit, nước sôi axit và phỏng ngoài da. Tức là khi mình xạ trị ở vùng bụng, nhất là vùng chậu, ví dụ ung thư cổ tử cung, ung thư vùng bụng chậu đó, mình xạ trị. Thì bên cạnh tác dụng chính luôn luôn tia xạ là tác nhân vật lý. Nó luôn luôn gây có tác dụng, nó hủy hoại mô ung thư mà, đâm ra những mô lân cận thường nhất là cái đại tràng là hay bị kèm theo, nó gây tổn thương viêm bề mặt niêm mạc đại tràng rất là dữ dội và gây, có thể gây xuất huyết tiêu hóa, thì chúng tôi gọi cái đó là viêm đại tràng do tia xạ. Rồi cái ngày hôm nay với chương trình của sao lại học thì bệnh lý viêm đại tràng tôi tập trung vô ba chuyện. Viêm đại tràng IBD tức là bệnh UC, bệnh viêm đại tràng mãn do amip và viêm đại tràng màng giả do con Clostridium difficile. Rồi bây giờ mình đi vô từng mục. Rồi thế ngày xưa cái bệnh đại tràng do viêm tôi gọi là bệnh IBD. IBD viêm ruột, inflammatory bowel disease, bệnh viêm ruột mãn. Thì gặp rất là nhiều, hồi trước thời tôi đi học thì cái này nói là dân Việt Nam, châu Á rất ít gặp. Nhưng mà khoảng chừng gần hơn một thập niên gần đây là châu Á nó gặp nhiều rồi. Giống như cái bệnh GERD cái đó, trào ngược hôm bữa mình học. Đấy. Thì nhưng mà thật sự ở dân châu Á thì chủ yếu gặp viêm loét đại tràng. Còn cái bệnh Crohn thì dân châu Á cực kỳ hiếm gặp. Có thể nói rằng viêm loét đại tràng ha, bệnh Crohn chính là hai thể lâm sàng của cùng một bệnh. Hai thể lâm sàng của cùng một bệnh. Tức là cùng một bệnh gọi là IBD, là ruột bị viêm. Nhưng mà nó có hai thể lâm sàng. Thể thứ nhất gọi là thể UC, là viêm loét đại tràng. Thể thứ hai là thể Crohn. Thì cái thể Crohn gần như không có gặp, gần như cực kỳ hiếm gặp ở dân châu Á, da trắng, da vàng, mà gặp rất nhiều ở dân châu Mỹ, châu Âu, tức là dân da trắng dễ bị hơn. Rồi, thế bây giờ cơ chế bệnh này nó là cái gì? Người ta thấy rằng tại sao bị không rõ. Cái này gần như là một bệnh tự miễn á tụi em. Gần như bệnh tự miễn, tức là nó có sự tương tác giữa cái yếu tố di truyền, cơ địa và môi trường ăn uống và dị ứng thức ăn vân vân, và sự tương tác này nó dẫn đến là một bệnh tự miễn. Nhưng mà thay vì tự miễn ở trong máu thì nó là bệnh tự miễn, là nó cái con lympho T4, lympho con CD4, tức là con điều hòa miễn dịch đó, mà tại chỗ ống tiêu hóa nó bị kích hoạt và nó gây ra dòng thác phản ứng viêm. Do đó nó có liên quan yếu tố di truyền, đâm ra là dân da trắng bị nhiều hơn. Đấy. Rồi. Thế bây giờ cái bệnh mà mình gặp này,
Thì đặc điểm của bệnh IBD thì là nó y như cái bệnh lupus, là bệnh tự miễn, hay là bệnh viêm đa khớp dạng thấp. Nó là bệnh tự miễn, nó có khuynh hướng từng đợt cấp xen kẽ các đợt lui bệnh. Có nghĩa là có khi bệnh nhân chẳng cần điều trị, chỉ cần ăn uống nó lại tự động nó lui. Hoặc là do tác dụng của điều trị duy trì, nó tự động lui bệnh. Nó là bệnh tự miễn, nhưng mà tự miễn ở tại cái ruột. À, nhớ tôi cái đó, tự miễn tại cái ruột. Do đó có khuynh hướng là nó từng đợt cấp và xen kẽ các đợt lui bệnh. Thì là nó bình thường luôn á, tức là người ta nói ôi tôi thấy tôi khỏe, đi cầu bình thường tốt luôn á, không có đau đớn gì hết, là đợt lưu bệnh y như bệnh lupus hay là bệnh viêm đa khớp vậy. Thế trong từng đợt thì nó có cái gì? Trong từng đợt nó có từng đợt cấp, thì nếu mà bệnh nhẹ thì nó hay từng đợt nó đau quặn rối loạn đi cầu, thay đổi thói quen đi cầu làm người ta khó chịu, người ta đi khám bệnh. Còn nếu mà nó là từng đợt cấp mà đợt cấp nặng thì nó hay nhập viện vì hội chứng lỵ hoặc là xuất huyết tiêu hóa dưới. À, tụi em phân biệt hai cái đó. Tức là đợt cấp của nó, có những người đợt cấp không bao giờ phải nhập viện hết, tại vì họ không tới nỗi bị hội chứng lỵ hay xuất huyết tiêu hóa dưới. À, họ chỉ bị là tự nhiên cái đợt cấp này đau bụng hoài, đi cầu lộn xộn hoài, hay lâu lâu có tí đàm máu, thay đổi thói quen đi cầu, nó làm ảnh hưởng tới quality of life. Đấy. Có những người là có đợt cấp là nó gây vô giống như hội chứng lỵ, đi cầu đàm nhớt kéo dài khó chịu, hoặc thậm chí là xuất huyết tiêu hóa dưới ồ ạt. À, như vậy là có hai kiểu đợt cấp. À, nhưng mà đặc điểm của bệnh này là đợt cấp xen kẽ các đợt lui bệnh. À, lui bệnh này do tự nhiên hoặc là do là cái tác dụng của điều trị. Rồi, vì là bệnh tự miễn nên là luôn luôn có những biểu hiện ở ngoài tiêu hóa, bởi vì cơ chế tự miễn mà tụi em. Thì một cái đặc điểm của viêm loét đại tràng, cái bệnh Crohn tôi không có đề cập nhiều, bởi vì bệnh Crohn gần như không gặp ở đây. Bệnh Crohn ở Việt Nam thì thường thường không gặp Crohn, mà gặp là lao ruột nhiều hơn. Cái bệnh cái thể, tức là cái bệnh viêm loét ruột này nè, IBD nè, nó có hai thể lâm sàng, thể UC là viêm loét đại tràng và thể Crohn. Thì cái bệnh Crohn ở phương Tây có thể nói là nó giống y chang như cái lao ruột ở Việt Nam. Giải phẫu bệnh nó cũng y chang vậy luôn, phân bố nó y chang vậy, nó chỉ khác có một hai chuyện duy nhất thôi. Là bệnh cái lao ruột, cái tổn thương từ đại thể tới vi thể nó y chang như tổn thương của Crohn. Chỉ khác có một điểm là cái vi thể của Crohn á thì ở giữa ở của lao thì ở giữa là hoại tử bã đậu. Còn ở Crohn thì ở giữa không có hoại tử. Nó cũng có những cái đại bào lăng găng rồi y chang như là lao. Đâm ra ông trời tôi thấy nhiều hát cũng hay. Ông trời đã cho dân châu Á dễ bị lao, tức là lao ruột, thì hình như không có bị Crohn. Châu Á bị là bị viêm loét đại tràng. Và bệnh viêm loét đại tràng thì nó chỉ khu trú ở đại tràng. Còn bệnh Crohn thì nó có thể bị bất cứ nơi đâu ở ống tiêu hóa. Nó y chang như lao ruột. Lao ruột có thể bị bất cứ ở đâu trên ống tiêu hóa. Lao ruột non, lao ruột già, lao hậu môn bị hết, thì cái Crohn cũng y vậy, thuộc ống tiêu hóa là bị. Còn viêm loét đại tràng nổi, cái tên nó thì cho biết cái thể lâm sàng đó nó chỉ nằm ở đại tràng. Thì viêm loét đại tràng hay gặp kèm theo cái bệnh là viêm cột sống dính khớp. Như vậy người vô viêm cột sống dính khớp là phải chú ý, nếu họ có rối loạn đi cầu thì phải có chú ý họ là coi chừng họ có viêm loét đại tràng. Còn họ có thể, nó có thể kèm theo những bệnh viêm gan tự miễn, viêm kết mạc mắt vân vân. Đây là một cái hồng mang nút ở trên da. Cái này biểu hiện da của bệnh Crohn, bệnh viêm loét đại tràng. Đây. Đây. Đây là một cái trường hợp sẹo với giò hậu môn do bệnh Crohn. Cái này ở phương Tây chứ người Việt hiếm gặp. Nhưng mà ở người Việt nếu mà gặp một cái giò hậu môn mà tái đi tái lại tùm lum ấy, mổ hoài không xong, coi chừng đó là biểu hiện của bệnh Crohn hậu môn. Thì phải trị Crohn nó mới hết, chứ còn cứ đè ra mổ hoài rồi thì nó không hết. Rồi, đây là một cái bảng
đây là một cái bảng gọi là so sánh giữa viêm loét ruột và Crohn. Đấy. Thì tôi không có bắt tụi em học cái bảng này. À, tụi em cứ nhớ cho tôi rằng là bệnh Crohn là bệnh giống lao ruột. Đây, lao ruột là hay bị lao ở hồi manh tràng, đâm ra bệnh nhân hay đau ở bên phải. À, thường có bị dính, do đó gây bán tắc và có u, giả u ở bụng. À, rồi. Còn viêm loét đại tràng nó bị cái khung đại tràng, tổn thương ở đại tràng. Và nó có triệu chứng, nó có thể đau bụng hoặc đi cầu ra máu. Như vậy viêm loét đại tràng thường là đau bụng, rối loạn đi cầu ra máu. Còn triệu chứng của Crohn là giống y chang của thằng lao ruột, tức đau bụng lệch phải và hay dễ dính và bán tắc và làm giả u. Đấy. Và cái giò dính, tức là Crohn là giò dính sẹo, giống y chang như lao ruột. Còn viêm loét đại tràng là tổn thương viêm loét chảy máu của cái ruột già. Đây là hình giải phẫu bệnh của Crohn. Đại khái là nãy tôi nói nó y chang, nó là một cái u hạt, y như một cái u hạt của lao, chỉ khác là lao ở giữa có hoại tử bã đậu, còn Crohn thì không có. Còn đây là giải phẫu bệnh của viêm loét đại tràng, mình biết sơ bộ vậy thôi, không cần đi sâu. Rồi. Đây. Thế thì xét nghiệm ở trong viêm ruột là thấy gì? Trong cái viêm loét đại tràng thì thường bệnh nhân sẽ bị thiếu máu nhược sắc hồng cầu nhỏ. Còn trong khi ở bệnh Crohn thì thiếu máu hồng cầu to, bởi vì nó rối loạn hấp thu B12. Thậm chí một số người bị viêm loét đại tràng và bệnh Crohn, họ bị suy dinh dưỡng, đặc biệt là bệnh Crohn, họ bị suy dinh dưỡng do giảm albumin máu. À, như vậy đôi khi bệnh nhân bị viêm loét đại tràng hay bệnh Crohn, cái triệu chứng đầu tiên của họ đôi khi không phải là đau bụng ha, đi cầu ra máu. Viêm loét đại tràng hay bệnh Crohn, họ chỉ là rối loạn thói quen đi cầu thôi. À, nhưng mà đặc biệt họ có cái phù rất là nhiều và giảm albumin. Mình lo đi tìm cái thận với to bệnh gan gì tùm lum, nhưng mình không nghĩ là bệnh do viêm loét đại tràng với bệnh Crohn, bởi vì đôi khi nó không có triệu chứng tiêu hóa dưới rõ rệt, nó chỉ là thay đổi thói quen đi cầu hay là đau bụng thôi. Ta lưu ý cái đó. Rồi. Hình ảnh X quang. Đây là những cái hình ảnh X quang. Bây giờ thì mình không có chụp cái này, hình ảnh X quang ở Việt Nam mình không thấy, bởi vì ở đây người ta chụp gọi là đối quang kép, người ta mới thấy những cái ổ loét. Mình thì không có chụp cái đối quang kép bao giờ hết á. Mình bơm barit vô mình chụp kịch là xong. Đó. Hình ảnh đối quang kép luôn, nó rất là đẹp. Đây. Hình ảnh đối quang kép của X quang đại tràng, nó thấy những cái giả polyp là những cái hình mà mũi tên là tôi chiếu đây. Ở đại tràng sigma á tụi em. Ở Việt Nam mình thì chẳng nói hình ảnh, nó chẳng có chụp đối quang kép gì hết, nó chỉ bơm vô nó chụp thôi. Đây. Đây. Đây là X quang đại tràng mà nó chụp cái đại tràng này là giai đoạn mãn tụi em, cũng là hình ảnh đối quang kép. Tụi em thấy cái đại tràng này nó không còn ngấn gì hết, nó giống như những cái ống vậy đó. À, là giai đoạn mãn. Còn cái này là hình ảnh của bệnh Crohn, là hình ảnh những cái đá cuội, giống như những viên đá cuội nằm ở trên đại tràng, những viên đá cuội. Còn đây là hình ảnh của bệnh Crohn. À, tụi em thấy là nó những cái đoạn ruột nó bị hẹp lại luôn, đặc biệt cái này nó bị một đoạn ruột già nó hẹp như cọng chỉ luôn nè. À, rồi. À, đây là những hình ảnh của viêm loét đại tràng khi nội soi giai đoạn cấp tính. À, rồi. À, đây là những hình ảnh viêm loét đại tràng giai đoạn cấp tính, ở bên trái là nhẹ, bên phải là nặng, này chiếu cho hình cho đỡ căng thẳng. Rồi, tụi em thấy đây là hình ảnh viêm loét đại tràng ở giai đoạn mãn, niêm mạc nó không còn có những cái nếp nữa, do đó ứng với cái hình là chụp X quang nãy mình thấy là giống như nó suông thẳng như là ống vậy, chứ nó không còn những cái ngấn nếp của đại tràng nữa. À, còn đây là hình ảnh loét của bệnh Crohn.
này tôi gọi là loét dạng after, giống như những cái viêm miệng của mình mà mình gọi là dân gian gọi là đạn, còn mình gọi là lở miệng thì là loét ở trong ruột, mà dạng after giống như ở trong miệng của mình. Rồi. Giai đoạn mặn nó dạng u hạt, dính sẹo giống như dạng là mấy cái lao vậy đó, sẹo thương lao. Rồi. Rồi. Đây là tiêu chuẩn chẩn đoán bệnh viêm loét đại tràng cho vùng châu Á Thái Bình Dương nha, nó khác với lại tụi Mỹ. À, tức là sao tôi nói khoảng 15 năm gần đây là người ta bắt đầu chú ý tới cái bệnh này ở châu Á. Thì thứ nhất, tiêu chuẩn số 1, nếu mình đủ 3 tiêu chuẩn đây là mình chẩn đoán luôn. Một là bệnh nhân thường lâm sàng bệnh nhân có tiêu chảy, tức là rối loạn đi cầu á, hoặc là đi cầu ra máu ít nhất là 6 tuần. Số 2, bệnh nhân có một lần soi đại tràng, thấy tổn thương viêm xuất huyết mấy cái tổn thương anim mạc bở xuất huyết dạng nốt đại tràng loét này đó. Thì thôi, này là hình ảnh của nội soi, tức là tóm lại rồi lâm sàng bệnh nhân có rối loạn đi cầu, đặc biệt là thể tiêu chảy hoặc là đi cầu ra máu 6 tuần trở lên, nội soi có hình ảnh viêm loét đại tràng. Thứ ba, hình ảnh vi thể trên sinh thiết, đủ 3 tiêu chuẩn này mình chẩn đoán chắc chắn là viêm loét này đại tràng. Rồi. Tuy nhiên, thực tế mình thông thường là mình rơi vô trường hợp không chắc chắn, bởi vì mình sẽ rơi vô tình huống số 1, tức là tất cả đều có lâm sàng rồi, nhưng mà khi nội soi thì thấy hình ảnh viêm loét, nhưng mà sinh thiết ra người ta không đọc viêm loét đại tràng, người ta đọc là viêm không đặc hiệu, thì mình rơi vô chẩn đoán là có thể. Còn cái tiêu chuẩn này là chẩn đoán chắc chắn, là người ta sẽ đọc là trên giải phẫu bệnh là hình ảnh của viêm loét đại tràng. Còn đa số Việt Nam rơi vô cái số 1, tức là có lâm sàng soi có viêm loét, nhưng mà sinh thiết nó đọc là viêm không đặc hiệu. Cái chữ viêm không đặc hiệu nó rơi vô là sinh thiết không rõ ràng hả tụi em? Do đó mình sẽ rơi vô tình huống số 1, tức là chẩn đoán chỉ là possible, thì có thể thôi. Tạm thời chấp nhận vậy thôi. Còn cái tình huống số 2, số 3, số 4 mình ít gặp, mình chỉ gặp vô cái số 1 là nhiều nhất. Và nhớ rằng cái tiêu chuẩn mà đau bụng, đây là tiêu chuẩn là lâm sàng nội soi mà sinh thiết không rõ ràng, nó có thể gặp trong những trường hợp nhiễm trùng tiêu hóa, trong những trường hợp viêm đại tràng do thiếu máu nuôi, do tia xạ, do hóa chất, vân vân. Do đó là cái trường hợp này là mình hay gặp, là nó có thể gặp rất là nhiều trường hợp khác. Rồi. Đấy. Tóm lại, nếu mà sinh thiết phù hợp thì gọi là gold standard luôn, không cần bàn cãi, vô nghiên cứu được luôn. Nếu mình có nghiên cứu về viêm loét đại tràng thì mình vô luôn. Còn nếu không có sinh thiết thì mình chỉ chẩn đoán là possible thôi. Được chưa? Hoặc là sinh thiết mà ra là viêm không đặc hiệu thì chẩn đoán của mình cũng là possible thôi. Được chưa? Nhớ cái này, và tình huống Việt Nam rất thường gặp cái này. Và vì vậy, và dân châu Á thường nó không có điển hình như vậy, đâm ra cái này là cái gọi là cái tiêu chuẩn của dân châu Á, Asian Pacific Region, của vùng châu Á Thái Bình Dương, nó khác với của tụi phương Tây. Rồi, đấy, cái slide này cho thấy rằng chúng ta thấy là phân biệt của viêm loét đại tràng rất là nhiều. Lị amip, lị trực trùng, nhiễm trùng tiêu hóa, con Yersinia, E. coli, Campylobacter, thậm chí là Clostridium, lát hồi mình học tới phần Clostridium difficile này, hoặc là đấy, viêm đại tràng do xạ trị, thiếu máu cục bộ đại tràng, hay là viêm túi thừa, vân vân. Tất cả những bệnh này lát hồi là sẽ học hết. Rồi, chương trình của tụi em là sau đại học. Rồi, cái phần bệnh Crohn là đi qua. Rồi. Rồi. Đây là cái phân độ viêm loét đại tràng nặng hay nhẹ. Gọi là coi như là cái này true love. Cái phân độ true love. Thì nó có đây.
tụi em phân biệt là mild, moderate and severe. Cái hình ảnh cái cuối cùng á là cái hình ảnh của nội soi. Cái nội soi nếu mà người ta thấy chảy máu tự nhiên lúc người ta soi thì cái đó là nặng. Còn hai cái hình này thì là nói chung là nội soi nó sẽ không có nói rõ, nhưng mà độ trung bình và nhẹ thì lúc nội soi người ta không có thể chảy máu tự nhiên. Rồi, về lý thuyết thì nếu mà nhẹ thì nó sẽ rơi vô, nó sẽ rơi vô là tất cả đều phải thỏa tiêu chuẩn nhẹ. Thí dụ là đi cầu thường khoảng không có quá 4 lần một ngày, có thể có ít phân thôi, hoàn toàn không sốt, mạch bình thường dưới 90 lần, thiếu máu không có rõ, nhìn trên lâm sàng không thấy, quả mai là thử hemoglobin thấy hạ thôi. Và cái VS, sedimentation rate, tức là VS thấp dưới 30. Còn nếu nó vi phạm, ví dụ nó đi cầu nhiều lần thì nó rơi vô moderate. Đấy. Hoặc là nó hơi nhiệt độ nó sốt nhẹ nhưng mà không có quá 37 độ 5, hoặc mạch nó không có nhanh. Rồi, còn severe là nó đi cầu một ngày 6-7 lần, nhưng mà tụi em phải phân biệt, đôi khi người ta nói đi cầu ngày 10 lần nhưng mà không phải severe, bởi vì nó đang bị hội chứng lỵ, nó mắc đi ra đi vô hoài thì nó không phải là severe. Mình hay dựa vào cái này thì mình nói severe là không được. Còn cái blood into severe tức là anh đi cầu thấy toàn máu mà không có phân gì hết. Còn cái này máu dướng trong phân, còn này thấy máu lẫn phân là moderate. Rồi, phân biệt được cái này. Về lý thuyết nếu mai thì nó không có cái nào vi phạm moderate. Về lý thuyết moderate thì nó không có nào vi phạm severe. Nhớ cái đó. Rồi. Thế biến chứng là cái gì? Cái viêm loét đại tràng là cái biến chứng ghê gớm nhất. Cái viêm loét đại tràng mà ở dân Việt Nam thường gặp nhất là cái xuất huyết tiêu hóa dưới ồ ạt. Ung thư hóa về lâu dài, cái này bỏ qua đây, là về lâu dài khoảng 10, sau 10 năm mới bắt đầu có tới vấn đề ung thư hóa. Cái viêm loét đại tràng nó có một cái là xuất huyết tiêu hóa ồ ạt. Cái biến chứng thứ hai sẽ là toxic megacolon. Và cái này đôi khi chẩn đoán không ra. Tức là bệnh nhân có thể vô vì trước đó khai là có tiêu chảy đàm máu gì đó 2-3 ngày trước phân sệt. Nhưng mà vô cái toxic megacolon nó sẽ vô vì bệnh cảnh sốc nhiễm trùng nhiễm độc. Là do sao? Đây là tình trạng viêm rất nặng, viêm do tự miễn, viêm hết nguyên cái thành ruột. Nó viêm xuống lớp cơ và thanh mạc. Chỉ có điều nó chưa thủng thôi. Đâm ra nó làm cho cái đại tràng căng ra và những cái độc tố giống như kiểu viêm tụy cấp vậy đó, nó là nhiễm độc, nhiễm trùng tự nhiên. Bệnh nhân vô bệnh cảnh sốc nhiễm trùng nhiễm độc mà không biết gì đâu. Cái mình hay chẩn đoán này sốc nhiễm trùng nhiễm độc nghi nhiễm trùng tiêu hóa, nhiễm trùng huyết đường tiêu hóa. Thế nhưng mà khi mà nghi toxic megacolon thì nó có một cái đặc điểm, chúng ta chỉ cần chụp, nếu hồi xưa chụp X quang đại tràng thì người ta thấy là đây, mình dòm hình bên tay phải là coi như là cái đại tràng nó căng bự to gần bằng cái dạ dày. Ở đây cũng vậy, căng ra, mình thấy cái đây là đại tràng ngang mà căng ra. Là nếu mà nặng thì có thể sờ thấy phản ứng thành bụng, bụng là căng chướng, mình nghe không còn nhu động ruột, bạch cầu tăng. Còn bây giờ thì ít chụp cái này, đôi khi người ta thấy chụp CT thấy máy quay ruột, nhất là đại tràng căng giãn lớn thì coi chừng cái đó là toxic megacolon. Đây là tình trạng nhiễm trùng nhiễm độc mà nguồn gốc từ hiện tượng viêm tại cái thành đại tràng mà viêm rất nặng. Viêm này là do viêm cơ chế tự miễn của cái UC. Rồi. Như vậy là tụi em nắm được ấy rồi. Thế bây giờ mình điều trị cái bệnh viêm loét đại tràng như thế nào? Chủ yếu là đây là những mục tiêu. Một là nhanh chóng làm sao lui bệnh và duy trì cái này lui về lâm sàng, tức là cải thiện chất lượng cuộc sống. Lui bệnh được và kéo dài sự lui bệnh này thì nó sẽ giảm nhập viện và giảm phẫu thuật. Và đương nhiên cái mình muốn là lành hoàn toàn cái niêm mạc, nó trở về niêm mạc bình thường. Và từ đó nó sẽ giảm nguy cơ ung thư. Mà ung thư ở viêm loét đại tràng thì mình bình tĩnh nha.
mình gặp bệnh nhân viêm loét đại tràng, nguy cơ ung thư nó sẽ xuất hiện ít nhất là sau 10 năm phát bệnh, chứ không phải mới bị viêm loét đại tràng có 1-2 năm mà thành ung thư. À, không có nên lo lắng chuyện đó. Rồi, đó là mục tiêu. Bây giờ các nhóm thuốc. Đây, đây là cái hình để tụi em thuộc các nhóm thuốc. À, một là nhóm 5-ASA, nhóm này là nhóm rất là thường dùng tụi em. Nhóm này là nhóm rất là thường dùng 5-ASA. Là nó đánh, là nó hiện tượng kháng viêm trực tiếp trên tế bào niêm mạc ruột. Đây, nó đánh vô rịa. Đây, tức là đây là thuốc gọi là chính yếu, là luôn luôn là thuốc điều trị nền tảng để điều trị cái viêm loét đại tràng cũng như bệnh Crohn, đánh thẳng trên hiện tượng viêm trên bề mặt niêm mạc đại tràng. Cái này là lớp dưới niêm tụi em, còn đây là mạch máu dưới niêm. Rồi, nhóm thứ hai là thuốc độc tế bào. Thuốc độc tế bào, tại sao độc tế bào? Thuốc này là dùng trong khớp rất là nhiều. Mecaptopurin, azathioprine là những thuốc mà dùng, metotrexat là những thuốc dùng trong khớp. Cái thuốc điều trị của viêm loét đại tràng nó na ná trong những thuốc bị điều trị về bệnh lý về khớp miễn dịch. Nhóm thứ ba là nhóm corticoid tụi em, nó đánh lên TCD4 đại thực bào và hóa hướng động. Còn độc tế bào gốc của nó là thuốc trị ung thư, chống phân bào trị ung thư, nhưng mà nó có tác động độc trên cái CD4, đâm ra người đó là khởi phát nó là những thuốc trị ung thư nhưng mà có tác dụng độc trên, tức là do đó gọi là độc tế bào, tức là nó ức chế phân bào, nó gây trị ung thư, nhưng mà nó có tác dụng trên cái tế bào CD4. Nói alo, nhận rồi, chút nữa tôi nhắn tin nha, tôi đang đi dạy. Và một nhóm nữa mình gọi là infliximab, tức là cái này gọi là biologic agent. Bây giờ rất là nhiều cái đuôi mà map á tụi em, golimumab, velanidumab, cái đuôi là map là những cái kháng thể đơn dòng nó chống lại cái yếu tố TNF, là yếu tố do đại thực bào tiết ra để gây tất cả những hiện tượng viêm mà tự miễn. Bên khớp cũng vậy, bên lupus cũng vậy, và bên tiêu hóa cái phần ruột cũng vậy, là cái infliximab. Nhưng mà cái này xài, cái này là phải loại trừ nhiều lắm, phải loại trừ là viêm gan B tiềm ẩn, lao tiềm ẩn, ung thư tiềm ẩn, những cái nhiễm nấm, nhiễm trùng tiềm ẩn trước khi về điều trị, giống có nó sẽ bùng lên cái đó rất là dữ dội, bởi vì ức chế ngay cái đại thực bào. Chúng ta nhớ đó, đây là cái sơ đồ cái thuốc mà mình hiểu được là làm sao mà điều trị cái này. Rồi, thế thì tụi em nhớ chính là cái 5-ASA. Hồi xưa cái 5-ASA này á, hồi xưa người ta dùng cái sulfasalazin, là sulfasalazin, là cái loại này, là cái loại là nó gắn với cái gốc sulfamid, rồi nó vô ruột nó mới cắt ra để nó tác động, nó cắt ra thành 5-ASA để nó tác động. Thì bây giờ không ai xài cái này nữa, sulfasalazin không ai xài cái này để điều trị viêm loét đại tràng nữa, mà người ta dùng trực tiếp cái hoạt chất là 5-ASA luôn, tức là người ta dùng mesalazin là cái 5-ASA, là chính cái hoạt chất 5-ASA. Còn cái sulfasalazin là chưa phải là 5-ASA, mà nó phải vô ruột mình, nó được cắt cái sulfa này chỉ là cái chất để gắn đó, để nó chui vô ruột mình, rồi nó mới được cắt cái gốc sulfa ra, nó thành là cái 5-ASA. Còn mesalazin là 5-ASA luôn. Thì chúng ta nhớ là liều tấn công luôn luôn là từ 6 tới 8 viên, thậm chí 12 viên. Còn liều duy trì là 3 tới 4 viên một ngày, chúng ta nhớ điều này. Tấn công trung bình từ 6 tới 12 tuần, còn duy trì thì rất là lâu, có khi hàng năm, 2 năm. Đó là chúng ta hay dùng rất là sai liều cái này. Đây là 5-ASA. Rồi, đối với độc tế bào. Độc tế bào thì cái mình hay dùng là azathioprine. Và một cái dạng chích tĩnh mạch là cyclosporine. Còn dạng uống thường mình dùng azathioprine. Rồi, còn corticoid là có prednisone là uống. Còn nếu trường hợp nặng không uống được thì ta dùng chích methylprednisolone. Rồi, này. Đấy.
Rồi. Thì độc tế bào và corticoid, corticoid chỉ dùng khi trường hợp là xuất huyết tiêu hóa nhiều hoặc là không đáp ứng với 5-ASA. Rồi. Còn azathioprine cũng dùng trong độc tế bào, cũng dùng trong trường hợp không đáp ứng 5-ASA hoặc là những trường hợp đáp ứng nhưng mà ngưng là tái phát, hoặc là những trường hợp lệ thuộc corticoid. Đấy. Rồi. Đây là một cái phác đồ dùng đơn giản. Đấy. Đó. Để cho tụi em dễ dùng cơ bản. Nó chia ra là distal và extensive. Distal có nghĩa là cái tổn thương nó chỉ khu trú từ trực tràng lên tới đại tràng sigma, không bao giờ vượt qua gốc lách. Còn extensive là tổn thương vượt qua gốc lách là lên tới đại tràng ngang hoặc là đại tràng phải thì là extensive. Tức là distal là tổn thương chỉ khu trú ở trực tràng và đại tràng sigma, quá lắm là lên nhưng mà không bao giờ lên tới vượt được tới đại tràng gốc lách, tính từ hậu môn đi lên đó. Còn extensive tức là nó có liên quan tới đại tràng ngang và đại tràng phải. Đấy. Rồi, chúng ta thấy nếu độ nhẹ thì là nó đều dùng oral hoặc enema, tức là bơm hoặc nhét hậu môn. Còn nếu moderate thì ngoài cái 5-ASA thì nó thục tháo, nó bơm hoặc đặt thêm corticoid hoặc là uống corticoid. Đấy. Rồi, nếu severe thì nó dùng thêm loại là ngoài cái bơm đặt corticoid thì nó dùng thêm gọi là uống và IV cái corticoid. Còn thể fulminant là phải dùng glucocorticoid tĩnh mạch và dùng cái gọi là độc tế bào mà dạng chip tĩnh mạch, tức là cyclosporin á. Tại độc tế bào azathioprine là uống, còn cyclosporin là chích. Rồi. Thế đây là một cái phác đồ dùng thuốc của châu Á, này của châu Á rất là đơn giản. Và cái này thực tế cho tụi em dùng. Đấy. Cái này là thể nhẹ tới trung bình. Thì nếu mà proctitis là chỉ nằm đúng trực tràng, còn nếu mà nó vượt quá trực tràng, nó lên sigma hoặc là lên không vượt quá gốc lách thì nó gọi là left side. Còn nếu mà nó vượt quá gốc lách thì nó gọi là extensive hoặc là total. Thì em thấy là người ta dùng tấn công, người ta nhét hậu môn 5-ASA. No response này là thông thường, tấn công này là ta quy định từ 6 tới 12 tuần mới gọi là no response. Thì người ta thêm, thí dụ đầu tiên gặp đặt một liều một buổi tối lúc ngủ, nếu không đáp ứng người ta tăng lên 2-3 lần và có thể nhét thêm thuốc hậu môn mà thuốc corticoid. Đấy, chúng ta thấy. Còn thí dụ như mà nếu mà total thì người ta phải sau 12 tuần không đáp ứng người ta phải thêm oral. Đó, được chưa? Rồi maintenance là duy trì, nếu mà này đáp ứng rồi thì maintenance người ta đặt cắt nhật, ví dụ là đặt 246 hoặc 357 thôi. Đấy. Rồi, còn nếu mà extensive người ta uống 5-ASA 2.4 gram là trung bình khoảng 3 viên ngày, uống hàng ngày, uống thật lâu, có thể 1 tới 2 năm. Như vậy là cái phác đồ này có thể ứng dụng cho tụi em đơn giản, bác sĩ đa khoa tổng quát, để đương nhiên phải sau đại học chứ bác sĩ mới ra trường không có xài cái này. Rồi, và tôi yêu cầu tụi em nhớ cái phác đồ này, nó dễ nhớ, dễ dùng và ứng dụng được. Còn những cái loại thuốc mà sinh học hay gì đó là tôi chỉ giới thiệu để tụi em nắm được nó có những cái bước đi vậy thôi. Bắt tụi em học nhiều quá tụi em chẳng nhớ mà chẳng thực hành gì được. Rồi. Thế lúc nào mổ tụi em? Lúc nào thì mổ? Nếu mà bệnh viêm loét đại tràng mà có toxic megacolon thì phải mổ. Hoặc là viêm loét đại tràng mà xuất huyết tiêu hóa ồ ạt, dùng hết rồi, cái bước là dùng là hồi nãy theo phác đồ là dùng cả IV
corticoid cộng với lại IV cyclosporin nọc tế bào mà vẫn không kiểm soát được sốt huyết thì chỉ có nước colectomy cắt toàn bộ đại tràng. Hoặc là đương nhiên bệnh nhân biến chứng thủng, hoặc là bệnh nhân bị kháng hết thuốc, đánh hết bài rồi không tác dụng nữa, hoặc là bệnh nhân không thể dùng thuốc vì tác dụng phụ. À, đây là những cái chỉ định phẫu thuật. Còn cái sinh thiết có nghịch sản có nghĩa là như vậy, bệnh nhân viêm loét đại tràng sau 12 năm, sau 12 năm phát bệnh, sau 12 năm phát bệnh, 10 tới 12 năm thì bắt đầu là người ta, mặc dù người ta điều trị tốt, lui bệnh, không còn triệu chứng thì người ta luôn có chỉ định phải nội soi tầm soát mỗi 1-2 năm một lần để sinh thiết, để phát hiện sớm những hiện tượng chuyển qua ung thư. Mặc dù lúc đó người ta lui bệnh. Như vậy, phải nói rằng bệnh viêm loét đại tràng trong vòng 10 năm đầu phát bệnh, người ta sợ ung thư nhưng mà thiệt sự lúc đó nó không có ung thư. Nhưng mà sau 10 tới 12 năm, lúc mà người ta điều trị rất tốt, nó ổn định, nó bớt triệu chứng, thì lúc đó là nguy cơ ung thư xuất hiện. Do đó sau 10 tới 12 năm người ta phải định kỳ tái khám bệnh nhân và cho nội soi kiểm tra. Không có nhằm mục đích coi cái viêm loét đại tràng có ổn hay không, mà để người ta sinh thiết random, ngẫu nhiên để mà tìm coi có nghịch sản hay không. Nếu có phải xử lý, chứ không có nó qua ung thư. Rồi. Bây giờ tôi nói tới cái gọi là viêm đại tràng do amip. Viêm đại tràng do amip. Này. À. Nãy giờ tụi em nghe rõ không? Dạ, kịp không? Kịp không? Dạ được ạ. Được phải không? Cái bài viêm loét đại tràng là như vậy là nắm được cái gì đúng không? Viêm loét đại tràng nắm được sơ bộ rồi không? Rồi. Bây giờ tôi nói tới cái bệnh đại tràng do amip tụi em. Bệnh đại tràng do amip. Thế thì á là rất là thường gặp. Cái này là bệnh của mà dân gọi là các nước nghèo luôn. Đấy. Thế thì là bệnh đại tràng do amip thì là 90% đó trong số chúng ta ngồi đây nhiều khi ta nhiễm mà không có triệu chứng đó, chỉ có 10% có triệu chứng lỵ cấp thôi. À, về sinh lý bệnh thì chúng ta thấy là mình là thể gọi là thể bào nang, tức là thể kén. Khi gặp điều kiện thuận lợi thì nó sẽ chuyển thành thể hoạt động, tức là thể tư dưỡng, thể tư dưỡng ăn hồng cầu đó. Hồi đó mình học ký sinh trùng mà đọc phần thực tập đó, coi lam đó là rớt gì mấy quỷ này. Đặc biệt cái con amip là nó hay ái tính là trực tràng, do đó là nó hay gây cái hội chứng lỵ của mình đó tụi em. Đấy. Và cái cơ chế của nó đây nó tiết ra những cái đặc điểm của amip là gây xâm lấn niêm mạc ruột. Tức là nó có những cái men đây, N-acetin, galactosamine hoặc cysteine, protein. Cái men này nó giúp cho nó bám được và nó hủy hoại cái bề mặt ruột để nó chui xuống dưới niêm và nó kéo bạch cầu tới. À, đâm ra là nó là đặc điểm nó là xâm lấn và nhờ hai cái men này. Đây là chu trình nè tụi em, chu trình gây bệnh. À, cái này nhớ hồi đó học. Số 1 là mình nuốt ăn dơ quá nhiều, bào nang quá, cái nó vô ruột non nó nở ra nó đi tới ruột già, là số 4. Nó đi tới ruột già, nếu mà nó xâm lấn thì nó gây gọi là thể bào nang, nó gây viêm gọi là lỵ cấp. Còn nếu nó không có nó gây lỵ cấp, một số cái nó xuyên qua thành ruột, nó đi vào cái mạch mạc treo, nó có thể tới nó gây áp xe gan. À, do đó mình thấy áp xe gan đa số là không có bệnh lỵ trước đó. À, áp xe gan amip đó. Đó là cái tóm tắt cái chu trình nó gây bệnh ở trong cơ thể con người. Rồi. Như vậy bệnh lỵ thì là lỵ cấp. Cái này thì tụi em học rồi. Đau quặn theo cung đại tràng, mót rặn rồi, đi cầu không hết rồi, đi phần hân đàm nhầy máu gì đó. Nói tóm lại là mắc cầu, đi cầu rất là nhiều lần mà không có nhiều hết, mà đi xong không thấy đã. Là hội chứng lỵ cấp. Rồi, hội chứng lỵ cấp thì mình cần phân biệt hai cái là lỵ amip và lỵ trực trùng. Thì thường lỵ amip thì nó nhẹ nhàng hơn lỵ trực trùng, tức là cái sốt nó không có dữ. À, cái hiện tượng mất nước nó ít, số lần đi cầu nó, cái là số lần mót cầu nó không có dữ dội như là lỵ trực trùng. Lỵ trực trùng là số lần mót cầu nó rất là dữ dội, có thể 20-30 lần luôn.
Nhưng mà Amip thì ngày nó chừng móc cầu chừng 5-7 lần là nhiều rồi. Đấy, và nó không có sốt cao. Rồi. Tụi em xin lỗi tụi em chờ chứ. Lỗi tụi em chờ tôi chứ. Dạ thầy ơi, hết nghe tiếng rồi thầy ơi. Thầy nói chờ chút, thầy đi đâu rồi? Rồi, nghe rõ chưa? Nghe chưa? Nghe lại chưa? Nghe rõ chưa? Dạ, có thầy. Rồi. Rồi, xong cái lị cấp, bây giờ qua cái lị mãn. Thì đặc điểm là thường thường ở Việt Nam mình á, là thiệt sự là 90% không có triệu chứng. Và thật sự khi có triệu chứng lỵ, mình trị cho người ta cũng đúng, mà không có cần mình trị cho người ta không đúng, chính mình bệnh nè, mình trị không đúng. À, mình trị cho mình đó chứ đừng nói trị cho bệnh nhân. À, lát hồi tôi sẽ nói sao là không đúng. Thì đâm ra là dân Việt Nam về lâu về dài rất dễ bị là viêm đại tràng mãn do amip. À, tức là hay bị chẩn đoán là sẽ là IBS. À, bởi vì là mình là bị cái đó rất là nhiều. Thì đó là sao là hay bị rối loạn đi cầu, phân có đàm, lúc đàm lúc không, lần như là chẳng nói IBS, trị hoài không hết. Là đa số là bị lị mãn, dân Việt Nam bị lị mãn. Đương nhiên nó không còn điển hình nữa. Trừ một số trường hợp nó cực kỳ điển hình, thì nó sẽ có sờ thấy amip bơm ở hố chậu trái hoặc hố chậu phải. Tức là bệnh nhân đau bụng và tụi em sờ, lấy tay sờ sâu ở hố chậu trái và hố chậu phải thì em sẽ thấy giống như một sợi dây thừng nhỏ nhỏ nó chạy dưới đó, là cái ruột nó dày lên, thì cái đó là amip bơm. Là một số trường hợp điển hình mới thấy được cái đó, mới sờ được cái đó, còn bình thường không có. Và gần như là đối với dân Việt Nam mình thì gần như là những cái chẩn đoán IBS, lúc nó chẩn đoán là hội chứng ruột kích thích, thì gần như tôi xem như là lị mãn, bởi vì đa số là tất cả các bác sĩ chúng ta đã trị bệnh nhân lúc mà bị lị cấp á, là trật hết. Tôi phải nói đa số luôn, tôi nói 99-100% luôn á. Mình trị cho mình thôi á, là trật hết. Đâm ra là dân Việt Nam về lớn tuổi dễ bị bệnh viêm đại tràng mãn do amip. Lẽ đương nhiên khi em soi vô là ruột hoàn toàn bình thường. Tại vì lị amip nó đâu có, nó đã mãn rồi thì nó làm hư cái ruột, niêm mạc ruột rồi. À, nhưng mà nhìn đại thể thì sẽ không thấy gì hết. Và thử ký sinh trùng lúc đó nó không còn nữa. Rồi bây giờ tại sao, tại sao chúng ta trị sai? Đây, đây. Tại sao chúng ta trị sai? Này, thế bây giờ nói như vậy để mà mình điều chỉnh lại. Bây giờ điều trị diệt amip, hồi xưa mà áp xe gan cho do amip thì có cái diệt amip mô, lại nó nằm ở trong mô mà, trong gan là mô, thì hồi xưa người ta chích emetin. Cái này chích vô là tác dụng phụ là viêm cơ tim và viêm dây thần kinh ngoại biên, tê bại cả hai chân luôn. Cái này giờ ít xài, nhưng mà đôi khi một số cái là áp xe gan mà kháng trị vẫn phải chích emetin, nó là diệt amip mô, diệt amip mô. Rồi. Thứ hai là diệt amip mô có một thuốc là thuốc chống sốt rét tụi em, chloroquine. À, chloroquine, bây giờ mình ít xài cái này. Nhóm thứ ba là nhóm imidazone. Thì có metronidazone, tinidazone và cetirizine. Nếu mà
Mà cái mà chính thống nhất là metronidazole liều là 500mg nhân 3 lần một ngày trong 10 tới 15 ngày. 500mg tức là 2 viên nhân 3 trong 10 tới 15 ngày. Là tác dụng diệt, là cái này là diệt amip xâm lấn. Những con amip nào mà nó ăn vô cái niêm mạc ruột thì metronidazole diệt được luôn. Hồi xưa không có cái này phải uống chloroquine, phải chích emetin. Nhưng mà emetin và chloroquine nó chỉ diệt được con amip đã bám vô cái mô rồi. Còn amip còn lang thang trong lòng ruột, nó diệt không có được. Nó không có diệt được. Thì cái nhóm metronidazole và tinidazole nó làm được chuyện đó. Nó vừa diệt được con lang thang trong lòng ruột lẫn những con bám vô cái mô. Rồi. Còn một cái nữa là diệt amip trong lòng ruột. Thì ở bên Mỹ là nó dùng Dilosanit, Furoate và Paromycin. Em lưu ý số ngày cho tôi nha. Còn ở châu Âu là nó hay dùng cái nhóm Quinolein, tức là ở Việt Nam là Direxot, 2 viên nhân 3 trong 20 ngày nha. Chúng ta để ý. Rồi. Mình đây rồi, đó là như vậy. Đó là diệt amip mô và diệt amip lòng ruột. Hey. Tụi em coi phát đồ của Harrison. Asymptomatic carrier tức là người hỏng có triệu chứng gì hết là phải dùng thuốc diệt amip trong lòng ruột. Iodoquinone tức là tôi nói Direxot nãy đó. Trong 20 ngày nha. Còn nếu Paromycin thì trong 10 ngày. Đó. Iodoquinone thì nó có nhiều ở châu Âu, còn Paromycin nó có nhiều ở Mỹ. Còn acute colitis tức là viêm, tức là hội chứng lỵ amip. Nó sẽ là metronidazole 750mg uống mỗi ngày trong 5 tới 10 ngày. Plus cộng luminant agent is above. Như vậy 100% bác sĩ trị bệnh nhân sai hết. Tôi dám chắc trong mấy chục người bác sĩ đang ngồi đây, tụi em bị lỵ amip tụi em có uống đúng liều vậy không? Tức là em phải uống metronidazole 500mg 2 viên nhân 3 trong 10 ngày cộng với lại một trong hai thuốc này. Thí dụ nếu em uống iodoquinone là uống 20 ngày. Tôi dám chắc 100% bác sĩ tự uống cho mình cũng sai nữa. Đâm ra dân Việt Nam hệ IBS là 95% tới 100% là viêm đại tràng mãn do amip. Hiểu được chưa? Đó. Tụi em có bao giờ uống metronidazole đúng liều chưa? Uống trật lất hết. Tôi không nói chỉ cho bệnh nhân, cho chính mình á, ăn người nhà mình á. Đó. Như vậy là xong cái bài này thì làm ơn trị bệnh cho người ta viêm đại tràng, cái là hội chứng lỵ amip trị cho đúng. Mình cứ ỉa chải đi amip uống Cipro với lại metro thì uống 2 viên nhân 2 chật liều của người ta rồi. Liều của người ta là khoảng nhiêu? 500-750mg nhân 3 lần ngày, 750 là của Mỹ. Dân Việt Nam ốm hơn thì 500 phải 3 lần, tức là 2 viên nhân 3, 10 tới 15 ngày, tối thiểu phải 10 ngày. Cộng với lại diệt amip trong lòng ruột. Cộng plus là cộng diệt amip trong lòng ruột ít nhất là 20 ngày. Tại Việt Nam mình không có cái Paromycin, Việt Nam mình chỉ có Quinolein này thôi. Đấy. Đâm ra tôi khẳng định 100% bệnh nhân bị lỵ amip ở Việt Nam uống trật lất hết. Mà trật lất đó là do mình gây ra chứ không phải bệnh nhân gây ra. Đâm ra mình để lại một cái hậu quả là sau này IBS rất nhiều, hội chứng ruột rất nhiều. Nhưng mà thật sự là viêm đại tràng mãn do amip. Đó. Đi tiêu hóa mà tôi thấy gần như khoa tiêu hóa nào cũng vậy ha. Tất cả những anh chị nào chuyên khoa 1 đã đi làm rồi á, là cứ ỉa chảy vô hay là gì cấp tính nhiễm trùng tiêu hóa là cứ Cipro hay cái gì đó, 1 viên nhân 2, Metro 2 viên nhân 2, uống nhiều lắm là 5 ngày, 3 ngày, 5 ngày, dữ lắm là 7 ngày là về. Nếu nó là lỵ amip là chật chìa hết rồi. Rồi, bây giờ tôi nói tới một cái bệnh nữa.
À, xong là viêm đại, nãy mình giờ mình học viêm loét đại tràng, viêm loét đại tràng do tự miễn, viêm đại tràng do amip. Bây giờ nói tới một cái viêm đại tràng mà do thường là do mình gọi là viêm đại tràng màng giả do Clostridium difficile. À, cái bệnh này cũng do mình gây ra đó. À, rồi. Như vậy viêm đại tràng màng giả do Clostridium difficile à là nó gây tiêu chảy cấp tính, có thể nó nhẹ không triệu chứng, tại 5-10% người khỏe mạnh có con này, tiêu chảy nhẹ thôi, còn nặng hơn thì viêm đại tràng hoặc viêm đại tràng có màng giả luôn. Rồi đây, người nào dễ bị viêm đại tràng màng giả, tuổi trên 60 là dễ bị cái này, sử dụng kháng sinh trong vòng 30 ngày, có thể đang nằm bệnh viện hay chăm sóc y tế nhiễm trùng bệnh viện, hay là những người bị phẫu thuật đường tiêu hóa, hoặc là những người dùng thuốc ức chế uống PPI lâu dài. À, mình đó là hay cho nghe đau bao tử uống ngàn viên PPI chưa phê, nói là PPI mình không phải Nexium hàng Ấn Độ hoặc Việt Nam, dởm qua đúp liều gấp đôi liều PPI cho chắc ăn. À, uống lâu dài là rất dễ bị nhiễm các Clostridium difficile. Hoặc là mình bây giờ hãy chút gì cũng quật kháng sinh, nhiễm trùng tiểu, nhiễm trùng quanh kháng sinh, nó nghĩa là uống rất là nhiều. À, thậm chí có những người tôi đã gặp những bệnh nhân nhiễm trùng gọi là viêm đại tràng màng giả là do cứ bị tiêu chảy thì cứ chẩn đoán nhiễm trùng tiêu hóa, dập kháng sinh Cipro tùm lum hết. À, nhiều khi uống nửa tháng một tháng rồi sau đó vẫn tiêu chảy, đi chẩn đoán hội chứng ruột kích thích tùm lum, rồi sau đó vô bệnh viện nằm soi lòi ra viêm đại tràng màng giả. À, đấy, đó là yếu tố nguy cơ, nhớ giùm tôi. Rồi đây, đây difficile, Clostridium difficile, à, nó có ba cái nhiễm trùng bệnh viện, là sau khi vô nằm bệnh viện sau 3 ngày nó khởi phát tiêu chảy gì đó và soi vô hoặc thử ra có con nhiễm con này viêm đại tràng màng giả thì gọi là nhiễm viêm đại tràng màng giả do nhiễm trùng bệnh viện. Còn nhiễm viêm đại tràng màng giả liên quan chăm sóc y tế là trong vòng 4 tuần sau khi xuất viện về mà tiêu chảy và xác định là Clostridium difficile thì là do nhiễm trùng liên quan chăm sóc y tế. Còn cái nhiễm trùng cộng đồng đấy, là triệu chứng khởi phát trước nhập viện hay dưới 3 ngày sau nhập viện và không nằm viện trong vòng 12 tuần trước đó. Đấy, còn là tái phát, đó là những cái thuật ngữ liên quan về nhiễm viêm đại tràng màng giả do con nhiễm cái con Clostridium difficile. Con này là một con nhiễm trùng yếm khí nha mọi người. Rồi. Đấy. Đây là xét nghiệm phân để tìm cái Clostridium difficile. Thì thật sự là mình chỉ làm cái gọi là cái NAAT, nhưng mà này gần con này đừng có mơ mà cấy. À, mình nói là sao tôi cấy phân đồ đâu có thấy con này. Con này cấy phân bao giờ thấy, bởi vì nó là vi khuẩn yếm khí, phải cấy yếm khí. Mà ở Việt Nam là để đi cấy yếm khí là gần như không có. À, gần như không có. À, à, đây là những cái xét nghiệm, nhưng mà mình cũng không có cái này. Đấy, thế thì mình phải dựa vào lâm sàng. Đấy, và thông thường thì tôi sẽ dựa vào nội soi khi mà có những cái yếu tố nghi ngờ. Đấy, yếu tố nghi ngờ tuổi. Đấy, và những bệnh lý đi kèm mà tiêu chảy kéo dài mà tìm không ra nguyên nhân, à, mà có những yếu tố này là coi chừng nó có bị nhiễm Clostridium difficile. Đấy, và một trong những cái test mà mình có thể làm được là nội soi. À, nếu mà người có kinh nghiệm thì nó sẽ soi sẽ thấy, à, từ ở dưới trực tràng nó có những cái mảng, à, màu trắng giống như nấm, nó bám vô giống như nấm thực quản vậy đó. À, à, do đó có nhiều người tôi đã nhận được những kết quả nội soi ở những nơi khác chuyển đến chẩn đoán bệnh nhân bị nấm tiêu hóa, nhưng thực sự không phải nấm tiêu hóa, nó là viêm đại tràng màng giả. Đó, rồi. Rồi. Thế thì khi mà chẩn đoán là viêm đại tràng do Clostridium difficile thì nó chia ra 3 độ: nhẹ, trung bình, nặng và nặng kèm biến chứng.
Ví dụ nhẹ trung bình là tiêu chảy thôi à, mà không có triệu chứng nào thỏa tiêu chuẩn nặng hay biến chứng. Nặng là gì? Là albumin tha máu thấp dưới 3 gram, kèm theo một trong hai tiêu chuẩn là bạch cầu máu trên 15.000 hoặc đề kháng thành bụng. Nếu có những người tiêu chảy kéo dài à, mà có những yếu tố nguy cơ đấy, à, mà tìm không ra nguyên nhân mà có những yếu tố nguy cơ, soi đại tràng mà thấy bình thường, nếu soi đại tràng thấy những cái mảng thì dễ rồi, còn nếu soi đại tràng bình thường mà có những yếu tố nguy cơ đó là coi chừng nó là deficit. Và nếu mà giảm albumin máu cộng với bạch cầu máu cao, cao đó là deficit nặng rồi đó. Còn nặng kèm biến chứng là phải nhập ICU, có tụt huyết áp, có sốt cao, có chướng bụng, có rối loạn di giác, hoặc là bạch cầu quá thấp hoặc quá cao, hoặc là tăng lắc táp máu, hoặc thậm chí gây suy hô hấp, suy thận. Đâm răng kiểm lại đi, bệnh nhân mình trong cuộc đời sẽ gặp cái này rất là nhiều và chẩn đoán không có ra, bệnh nhân sẽ rơi vô sốc nhiễm trùng nhiễm độc rồi rốt cuộc tử vong, không biết tại sao là suy đa cơ quan. Đấy. Rồi như vậy mình nắm được cái Clostridium difficile này ha. Rồi thì điều trị cái này sao? Thông thường thì sẽ điều trị kháng sinh theo kinh nghiệm và ngưng những kháng sinh khác, điều chỉnh rối loạn nước điện giải và tiếp tục nuôi ăn đường miệng hay qua sông dạ dày, trừ phi bị chướng bụng liệt ruột rất nhiều hoặc có tắc ruột. Vậy là kháng sinh điều trị là cái gì? Đây à, đây, theo hội nhiễm Hoa Kỳ gần như mình không có thuốc gì để điều trị hết. Một là vancomycin uống, hai là metronidazole uống. Mấy cái thuốc này là mình không có nè, mình bây giờ có cái rifaximin. Đấy. Vancomycin uống mình không có. Thì tôi đã có những trường hợp tôi sẽ cho bệnh nhân lấy vancomycin chích, bẻ ra, pha ra uống. Thuốc chích là phải tinh khiết hơn thuốc uống rồi. À, đâm ra không, thuốc uống thì lấy ra pha, thuốc uống không ai lấy tán ra rồi với nước rồi đem chích tĩnh mạch thì có nước mà chết. Nhưng mà thuốc uống á, thuốc chích tĩnh mạch thì em lấy ra em pha nước uống, và tôi đã gặp ít nhất là 3 ca tôi dùng như vậy bệnh nhân cải thiện, bệnh nhân là nặng luôn đó. À, tôi đã đi hội chẩn 2 ca tôi gặp như vậy là điều trị ngoạn mục. Còn metronidazole chủ yếu là dùng cho những trường hợp nhẹ. Còn nếu rơi vô trung bình nặng hoặc nặng có biến chứng, metronidazole coi như đồ bỏ. Đấy vậy, Việt Nam hiện tại mình chỉ có rifaximin uống và vancomycin là phải sáng chế từ lấy thuốc chích bẻ ra uống, cho người nhà bệnh nhân tự đi mua về bẻ ra uống, chứ còn lấy thuốc kia mà cho uống bảo hiểm nó xuất toán chết. Đấy. À, tất cả những kháng sinh khác em càng uống vô thì cái bệnh này càng nặng. À, những cái thuốc này tigecilin, bacitracin, fusinic acid, nitazosanit, fidaxomicin mình gần như không có. Em thấy tụi em có thấy có một cái kháng sinh nào mà tụi em hay dùng trong điều trị ỉa chảy hay nhiễm trùng rồi thông thường mà có đây không? Gần như không có. Và đặc biệt cái này là uống nè tụi em. Chỉ có một duy nhất một cái là tigecilin là chích tĩnh mạch thôi, còn tất cả là phải uống là nó mới điều trị được cái con này. Đấy. Do đó trong điều trị là phải ngưng các kháng sinh khác. Ngưng các kháng sinh khác. À, chứ không phải là vừa dùng kháng sinh mà vừa ngưng kháng sinh. Đó là như vậy. À, nhớ chưa? Đấy. Rồi. Đây. Đấy. Tụi em thấy nè. Nhẹ hoặc trung bình thì vancomycin hoặc fidaxomicin thay thế, tức là nghèo quá không có gì metronidazole mà thực tế uống cái này vô không tác dụng gì hết á. Còn nặng là chỉ có vancomycin hoặc fidaxomicin. Còn nặng kèm biến chứng thì phải vancomycin liều cao 500mg nhân 4 lần uống hay qua sông dạ dày. Đấy. Còn nặng kèm biến chứng mà có tắc ruột thì phải dùng metronidazole truyền tĩnh mạch cộng với vancomycin uống và bơm trực tràng. Đấy. Đây là những cái gọi là điều trị theo hội nhiễm của Hoa Kỳ. À. Rồi. Thôi. À, ta tạm nghỉ một chút. À, kết chút nữa học tiếp. À, nghỉ khoảng 5 phút thôi học tiếp. Bài này hôm nay rất là dài. À, tới cái phần gọi là
Clostridium difficile này là phần này rất là hay, và tôi nghĩ là thật sự nếu mà người nào đã đi làm nhiều rồi đó mà có làm ICU á, gặp một số người chết không rõ nguyên nhân mà nhiễm trùng nhiễm đục đường tiêu hóa là coi chừng cái này đó. Tại vì càng đánh kháng sinh nó càng chết, nó càng nặng hơn. Ngay cả chích vancomycin hay chích imipenem nó càng nặng hơn, tại vì nó cần vancomycin là uống hoặc là bơm trực tràng lên. Rồi tụi em tạm nghỉ chút đi. Rồi khoảng 5 phút là học tiếp, học lại.
polyp di truyền á, là một đa polyp gia đình là chắc chắn sổ số, chắc chắn sổ số việc lót, chắc chắn trúng, tức là 90% là sẽ ung thư, đâm ra phải xử lý. Cách xử lý tốt nhất là cắt hết đại tràng thì không bao giờ bị ung thư, nhưng mà cắt vậy thì quá là ghê. Đâm ra nguyên tắc người ta tụi tôi sẽ cắt polyp cho bệnh nhân. Nếu những đứa nào, những nội trú nào đã từng đi tiêu hóa thấy có những người đa polyp á, tụi tôi hẹn xuống cắt polyp, nhiều khi cắt 5-7 lần cho nó hết cái polyp đó. Nguyên tắc là mình xử lý hết. Còn nếu mà polyp quá nhiều, hàng trăm hàng ngàn cái, thì tụi tôi sẽ cố gắng cắt polyp từ dưới trực tràng, cắt dần lên để sao để nếu bệnh nhân này có cắt đại tràng thì họ vẫn còn một cái đoạn cuối của trực tràng hoặc là đại tràng sigma bình thường. Tức là tụi tôi gán cắt polyp sạch những cái đoạn đó, để chi nếu người ta có cắt bỏ đại tràng những cái đoạn rất là nhiều polyp, không thể nào tụi tôi cắt hết được polyp qua nội soi, thì người ta cắt người ta vẫn còn một đoạn đại tràng bình thường. Đó là nguyên tắc. Chắc chắn nếu mà đa polyp có tính gia đình là bắt buộc phải đi cắt polyp, tại vì nó là sổ số việc lót mà chắc chắn chiều sổ là chúng 90-100%. Nhớ cái điểm đó, là đa polyp là phải xử lý polyp. Nếu mà cắt qua nội soi được hết thì cắt sạch. Còn nếu mà quá nhiều, hàng trăm hàng ngàn cái, thì chắc chắn sẽ cắt đoạn đại tràng rồi đó. Nhưng mà trước khi cắt đoạn đại tràng, tụi tôi sẽ ráng cắt polyp cho bệnh nhân qua nội soi. Để sao? Để còn chưa lại cái đoạn ruột nhiều nhất có thể. Trước khi còn những đoạn nào quá nhiều polyp không thể cắt nổi, thì ta cắt bỏ đoạn ruột đó. Nhớ đó, đó là cái điều trị triệt để đối với bệnh đa polyp đại tràng. Rồi. Thế bây giờ, đây là một phác đồ, và phác đồ này tụi em có thể ứng dụng trong thực hành hàng ngày của tụi em. Nếu người nào đã đi làm rồi, ngồi phòng khám hay là gì đó, hay trong gia đình mình, thì đây là phác đồ tầm soát ung thư đại tràng. Phác đồ này là phác đồ theo Hội Ung thư Hoa Kỳ. Tức là người từ 50 tuổi trở lên là người ta khuyên nên tầm soát ung thư đại tràng. Cách tốt nhất là mỗi 10 năm soi đại tràng một lần. Thí dụ năm nay tôi 50 tuổi, tôi soi đại tràng, tôi bình thường, thì tối thiểu là 5 năm sau tôi soi lại để tôi biết tôi không có bị ung thư đại tràng. Đấy. Còn tăng nguy cơ, tức là những người đã cắt polyp đại tràng rồi, mà nếu mà polyp nguy cơ thấp thì là sau cắt polyp 3-6 năm là soi lại. Còn nếu polyp nguy cơ cao thì sau trong vòng 3 năm phải soi lại, giống như phác đồ của Hội Nội soi nãy tôi nói. Rồi, những người có tiền sử gia đình, tức là ba mình, má mình, ha, anh chị em ruột mình đa polyp, thì soi ngay từ tuổi dậy thì. Đấy. Còn những người có bệnh viêm loét đại tràng, bệnh Crohn, thì nãy cái bài đó tôi nói rồi, sau 12-15 năm phát bệnh là lúc đó là cái lúc ổn định nhất về triệu chứng nếu điều trị tốt. Nhưng mà lúc đó tại phải soi định kỳ 1-2 năm một lần để phát hiện sớm những cái nghịch sản, những ung thư sớm mà chỉ định phẫu thuật. Nhớ hồi nãy cái bài viêm loét đại tràng tôi có nói. Như vậy tụi em nhớ cái bản mà tầm soát này. Cái bản này nếu mà người nào học y Phạm Ngọc Thạch, tôi đã dạy từ lớp Y3, Y4 một lần, Y6 một lần. Bây giờ mình học sau đại học về nội tôi cũng nhắc lại một lần nữa. Bởi vì nó có tính chất thực hành rất rất là cao. Rồi. Thế bây giờ, nãy giờ mình đã đi qua những cái bệnh lý mình có thể can thiệp được rồi. Bệnh lý viêm đại tràng, các loại viêm đại tràng màng giả, rồi viêm đại tràng do amip, rồi đấy, viêm loét đại tràng, bệnh Crohn, rồi polyp và cách xử trí. Bây giờ một cái bệnh rất là thường gặp là hội chứng ruột kích thích. Đây, cái này là rối loạn chức năng. Nhưng mà cái chữ tôi khoái chữ hội chứng ruột kích thích nó hay, bởi vì nó nói về cái ruột. Trong khi hồi xưa mình nghĩ cái này chỉ là cái đại tràng thôi, nó không đúng, nó là nguyên cái ruột chứ không riêng gì đại tràng. Thằng bệnh này nó giống như Bác Hồ vậy á, nó nhiều tên lắm. Mấy thầy xưa gọi là viêm đại tràng co thắt, vịnh đại tràng, thần kinh co thắt đại tràng, cũng rất là nhiều tên. Nhưng mà tóm lại, thống nhất lại là bây giờ là IBS, hội chứng ruột kích thích. Cái này mình gặp rất là nhiều, tức là một cái rối loạn chức năng giống như rối loạn co thắt thực quản đấy. Rồi. Thế đây.
bản chất sinh lý bệnh của hội chứng ruột kích thích là một cái bệnh phối hợp từ cái vấn đề về thần kinh trung ương, tâm lý lo âu trầm cảm cho tới vấn đề dị ứng và rối loạn vi khuẩn đường ruột cho đến vấn đề là co thắt vận động co bóp ruột non già và nhạy cảm của ống tiêu hóa cũng như đẩy hơi ở trong ống tiêu hóa. Nó là một cái phổ rất là nhiều thứ. Đây. Đây là một cái hình cho tụi em thấy. Functional bowel disorder, rối loạn chức năng. Đây. Tụi em thấy cái này, psychological behavior stress, nguyên cái khung này là liên quan cái stress, việc làm cũng như vấn đề về tâm sinh lý thần kinh. Đây là rối loạn về nhận cảm của ruột, kích thích đây, dietary irritant là liên quan tới vấn đề nhạy cảm với thức ăn của ống tiêu hóa. Rồi rối loạn về co thắt của ruột, motility, smooth muscle disturbance, rối loạn và có liên quan gì đó tới vai trò của nhiễm trùng tiêu hóa mãn tính. Đấy, đó là cái sinh lý bệnh. Cái này nhớ cái hình này, lát hồi cái phần điều trị nó đánh vô cái này. Rồi, biểu hiện của hội chứng ruột kích thích rất là hay. Cái gì cũng có hết, đau bụng, rồi tiêu chảy, táo bón xen kẽ tiêu chảy, sôi bụng, đầy bụng. Có người còn cảm giác đi cầu không hết giống như hội chứng lỵ. Tức là trên đời này có những triệu chứng gì nãy giờ mình học là nó có hết. Nhưng mà có một điểm đặc biệt là nó tìm ra không có bệnh gì ấy. Có nghĩa thử máu không có thiếu máu, VS không có tăng, không có tiểu đường, chức năng tuyến giáp bình thường. Xét nghiệm về lao bình thường, ký sinh trùng đường ruột tìm cũng có, máu ẩn trong phân cũng không có, và soi đại tràng bình thường luôn. Nó là điểm như vậy. Đấy, soi đại tràng bình thường luôn, có gì hết. Rồi. Rồi. Cái tiêu chuẩn chẩn đoán thì rõ ràng nếu tụi em đang ở bệnh viện Nguyễn Tri Phương 115 hay Chợ Rẫy hay gì đó, Nhân dân Gia Định, thì bệnh nhân vô than phiền đau bụng tiêu chảy gì đó đủ thứ, tụi em đè ra siêu âm rồi tụi em thử đầy đủ cận lâm sàng, tụi em cho đi nội soi bình thường luôn, thử phân bình thường hơn, thì tụi em chẩn đoán rất là dễ. Nhưng mà trường hợp tụi em ngồi ở phòng khám hoặc tụi em ở dưới tỉnh hay đâu đó, tụi em không có thể làm đầy đủ được hết, thì thông thường mình sẽ đi theo hai bước sau. Bước một là tìm coi bệnh nhân có dấu hiệu báo động hay không. Nếu bệnh nhân có dấu hiệu báo động thì phải đi tìm cái nguyên nhân khác. Còn nếu bệnh nhân không có dấu hiệu báo động thì lúc đó mình mới coi tiêu chuẩn ROM 4. Nếu đúng tiêu chuẩn ROM 4 thì mình chẩn đoán đó là hội chứng ruột kích thích. Như vậy mình đi theo hai bước. Tại sao tao dựa vào dấu hiệu báo động? Tụi em thấy cái dấu hiệu báo động rất là quan trọng. Hôm bữa học cái bài hội chứng trào ngược, tôi cũng nói tiếp cận là coi có hay không có dấu hiệu báo động, nhớ chưa? Có hay không có dấu hiệu báo động. Tại vì khi có dấu hiệu báo động tức là báo rằng cái biểu hiện triệu chứng là cái này, nhưng mà có thể nó có bệnh khác, ung thư ở đường tiêu hóa đâu đó, hay là lao, hay là cường giáp, hay là bệnh gì khác, chứ không phải là cái bệnh này. Đây. Thế thì dấu hiệu báo động là gì? Theo Hội Tiêu Hóa Thế Giới, bệnh nhân mà 50 năm nay vẫn chạy tốt, mà từ 50 tuổi, tự nhiên 50 tuổi bắt đầu có những cái rối loạn tiêu hóa kéo dài như vậy, đau bụng kéo dài như vậy, đó là dấu hiệu báo động đó tụi em. Bởi vì hồi nãy Hội Ung Thư Hoa Kỳ, người trên 50 tuổi là người phải đi tầm soát ung thư rồi, nhớ chưa? Rồi, còn cái dấu hiệu thứ hai là ỉa ra máu thì thôi, không nói rồi. Thứ ba là xúc cân ngoài ý muốn. Xúc cân ngoài ý muốn là xúc như thế nào? Sụt cân ngoài ý muốn là sụt trên 5% trọng lượng cơ thể trong vòng 3 tháng. Ăn mất ngon, các triệu chứng hay xảy ra nhiều về đêm. Sốt, hoặc là khám có cổ chướng, hoặc thấy cái khối gì ở bụng. Rồi, đó là chung cho toàn thế giới. Nhưng mà nếu bệnh nhân châu Á, thì tuổi sửa lại là 45 tụi em. Và thêm hai dấu hiệu nữa là tiền sử gia đình có người ung thư hoặc polyp ống tiêu hóa, và khám lâm sàng chú ý dấu thiếu máu mãn. Như vậy chỉ cần vi phạm một trong những dấu này thì là bệnh nhân có dấu hiệu báo động. Có dấu hiệu báo động thì phải đi tìm bệnh khác,
hơn là nghĩ nó là hội chứng ruột kích thích. Còn nếu không có dấu hiệu báo động thì bắt đầu mới đi tiếp coi nó đúng tiêu chuẩn của hội chứng ruột kích thích hay không, nhớ chưa? Rồi tiêu chuẩn của nó là gì? Hội chứng ruột kích thích tiêu chuẩn theo ROM rất đơn giản, không có gì hết. Đau bụng, đau bụng ít nhất một ngày một tuần, giống như hôm bữa là hội chứng gợt là ở hơi nóng với ở trớ ít nhất là hai lần một tuần. Thế này đau bụng một ngày một tuần trong 3 tháng à. Kết hợp với hai tiêu chuẩn, một là cái đau này hình như liên quan tới lúc đi cầu, trước đi cầu hoặc sau đi cầu nha. Có người đau sau khi đi cầu, có người đau trước khi đi cầu. Thay đổi số lần đi tiêu, có thể khi đau bụng là đi cầu ít hơn hoặc đi cầu nhiều lần hơn. Thay đổi hình dạng phân, tức là phân cứng hơn hoặc phân mềm hơn. Như vậy tụi em thấy tiêu chuẩn ROM 2, ROM 4 quá đơn giản. Chỉ cần đau bụng một ngày một lần, một ngày một tuần trong 3 tháng, cộng với 2 trong 3 dấu hiệu này. Quá đơn giản. Do đó bắt buộc phải kiểm khám bệnh để coi có triệu chứng báo động hay không. Đó là lý do người ta nói phải có triệu chứng báo động. Có triệu chứng báo động là ngừng lại, không đi kiểm tiêu chuẩn ROM, coi đi tìm bệnh khác đi. Cho đến khi không tìm bệnh gì thì mới kiểm tra lại cái này. Không tìm thấy bệnh gì mới kiểm tra cái này. Còn nếu không có dấu hiệu báo động thì mới kiểm tra tiêu chuẩn này có đúng không? Đúng. Cái này hội chứng ruột kích thích. Rồi, nắm được rồi ha. Rồi. Bây giờ điều trị. Đây. Đây. Đây là cái slide này để nói lên là cái điều trị theo sinh lý bệnh. Đây. Cái liên quan cái này là liên quan thuốc, về thuốc an thần kinh chống trầm cảm. Còn đây là liên quan chấn an tâm lý, giải lo âu an thần. Đấy. Ủa ở đây có Quân không? Quân có đang học đây không Quân? Nội chú á. Quân có đang học không hay là chốt rồi? Rồi. Chốt rồi phải không? Rồi. Cái tâm lý rất là hay. Bởi vì là tại tôi hỏi Quân là tại vì nó gặp một ca rồi. Bệnh nhân sau khi mà chồng chết là tâm lý bất an rồi, phải giải cái này nó mới hết được. Rồi. Còn điều trị cái này là về cái chế độ, cái mà dị ứng kích thích thức ăn, người ta dùng cái chế độ ăn low FODMAP, lưu ý cái này low FODMAP. Cái thứ hai là probiotic là gì? Là những men vi sinh á, mình gọi là men vi sinh á, lactobacillus rồi vân vân, những cái men vi sinh mình nói là men đường ruột đó. Rồi, cái mình hay xài nhất là vô cái co thắt này là những thuốc cải thiện nhu động ruột. Và cái mới nhất bây giờ là kháng sinh đặc hiệu để trị cái này. Đấy, rồi, ta đi vô từng cái. Như vậy chúng ta nhớ cái hình này để chúng ta là biết là có những cái cách để điều trị là theo sinh lý bệnh cái hội chứng ruột kích thích. Này. Rồi. Rồi, mình nói cái khái niệm thức ăn FODMAP là cái gì? Đấy. FODMAP đấy, đó là viết tắt fermentable oligo and D and monosaccharide and polyons. Tức là những cái loại ăn thức ăn này ở ruột non nó hấp thu không được, mà nó lại nằm ở ruột nó sinh hơi. Và nó có tính thấm hút nước rất là cao. Và nó kích thích co thắt ruột và nó làm rối loạn cái hệ vi khuẩn chí đường ruột. Như vậy rõ ràng những thức ăn này vô nó sẽ làm kích thích cái ruột nhiều hơn, mình gây triệu chứng. Rồi. Đây. Đây là những thức ăn high FODMAP. High FODMAP là những thức ăn này vô là gây khó chịu. Đây. Tụi em thấy uống mật ong, trái cây là có apple, mango, pear, đấy, watermelon là dưa hấu, đấy, rồi cheese, vegetable là artichoke, asparagus là hành tây á, đấy, broccoli là bông cải á, đấy. Garlic là tỏi, đấy, rồi cereal là ngũ cốc, đấy, rồi tụi em chú ý cái vấn đề là polyol này. Sweetener là cái xylitol. À, xylitol, chú ý cái này.
Tất cả những chất này đều là những chất gây ngọt tự nhiên mà gây ngọt nhân tạo mà không có tăng đường. À, tiểu đường hay uống mấy cái này ăn này. Thì nhớ giùm tôi xyliton. Xyliton là hay nằm trong kẹo sinh gum. Mà kẹo sinh gum xyliton bây giờ rất là nhiều. Cho nên người IBS không có được quyền nhai kẹo sinh gum xyliton không đường. Người ta khoái ăn kẹo sinh gum nhai kẹo đó càng nhiều chừng nào càng gây hội chứng ruột kích thích chừng đó. Một điều cực kỳ đơn giản. Ngày xưa tôi đi học mấy thầy dạy hội chứng ruột kích thích viêm đại tràng co thắt. Không có được ăn trái cây gì hết. Không được uống sữa đồ béo. Xin thưa điều đó là sai. Đây. Những thức ăn low FODMAP đây. Những thức ăn low FODMAP. Chuối. Được. Blueberry. Được. Cranberry. Được. Durian. Được. Durian là sầu riêng. Grape. Nho. À, xin lỗi. Grape là trái dâu. À, đúng rồi. Trái nho. Đấy. Là strawberry. Dâu. Ăn được. Đấy, ice cream vẫn ăn được, da ô ăn được mà phải da ô ăn lacto free. Còn chi đó là, chi là phô mai đó thì ăn những cái loại mà hạt chi đó là phô mai loại cứng như ấy đó phải lấy ra cắt tụi. Còn mình ăn phô mai đầu bò là dính à, phô mai đầu bò là phô mai mềm là không được, là đó là high FODMAP. Đấy, đấy, đó. Đây, ăn cải bó xôi, bóc choi là cải bó xôi nè, à, ăn cái này, ăn cà rốt là được, à. Eggplant là ăn dưa, vậy là cà tím là ăn được, à, ăn đậu xanh được, lettuce là cải cải salad Đà Lạt là ăn được. Đấy, đó là sweet potato là khoai lang là ăn được, tomato ăn được. Như vậy chúng ta thấy là cái chế độ high FODMAP là low FODMAP là chúng ta hiểu rồi ha. Như vậy không phải là đây. Người ta thấy là chế độ ăn low FODMAP là thực hiện tích cực trong 6 đến 8 tuần. Khi kiểm soát tốt thì bắt đầu là ăn lại bình thường. Nhưng mà chú ý những loại FODMAP cao thì mình né né nó qua một chút. Rồi. Như vậy đó là một cái mới bây giờ. Chứ không phải như hồi xưa là cứ tử hết đồ ăn, đồ chiên xào không được ăn. Nó không có đúng lắm. Rồi. Đây, nói về những cái thuốc giảm triệu chứng. Vậy thì những thuốc này về giảm nhu tác động nhu động ruột là thuốc giảm tiêu chảy, thuốc giảm táo bón mà là thuốc giải lo âu an thần và chống trầm cảm hồi nãy tôi nói trên cái phần cái cơ chế bệnh sinh đó, cái phần điều trị theo sinh lý bệnh đấy. Đây. Đây. Thì thực sự á thuốc tác động nhu động ruột đối với Hoa Kỳ á nó chỉ có ức chế phó giao cảm là atropine và một số dẫn xuất như hyoscin. À, buscopan nó tác dụng phụ là gây bí tiểu và gây lo cơm. Còn những thuốc co thắt mà mình hay xài rất nhiều, tụi em đi tiêu hóa tụi em xài rất nhiều, gọi là giảm co thắt do giãn cơ trơn thì ít tác dụng phụ, không có chống chỉ định, thì thường thường là nói từ nhóm papaverin, ví dụ spasmaverin, nopa vân vân, à, hay là debidat vân vân. Thì những cái thuốc này thì chỉ có lưu hành ở châu Âu thôi chứ FDA của Mỹ chưa bao giờ chấp thuận. À, nhưng mà Việt Nam xài rất rất là nhiều. Ở Mỹ chỉ xài nhóm atropine và dẫn xuất thôi. À. Rồi, đó là nhóm tác động nhu động ruột. À, còn những thuốc giảm tiêu chảy thì chủ yếu là loperamid hoặc là than hoạt hoặc là đất sét, ví dụ smecta, hoặc là thuốc nhuận trường thẩm thấu, thường mình dùng sorbitol, lactulo, dufalac. Tùy nếu mà IBS thể táo bón thì mình sẽ dùng sorbitol hoặc lactulo. Còn nếu IBS thể tiêu chảy thì người ta dùng than hoạt hoặc đất sét hoặc là loperamid, thấy không? Rồi. Đấy. Nhóm thuốc giải lo âu an thần thì thường là bệnh nhân lo âu thì dùng nhóm diazepam. Hoặc là chống trầm cảm thì dùng chống trầm cảm 3 vòng, ví dụ amitriptyline hoặc là nhóm ức chế serotonin như fluvoxamine. Đó, đó là tôi giới thiệu những cái loại, những cái phương pháp điều trị theo cái cơ chế sinh lý bệnh. Mình có thể phối hợp nhiều phương pháp. Rồi, một cái mới nữa là dùng kháng sinh trong điều trị IBS. Thì cái này là cái mới nhất bây giờ. Nó gọi là do cái cơ chế bệnh sinh hồi nãy cái hình tôi nói là có cái post-infection đó. À. Thì người ta thấy chỉ duy nhất có một cái thuốc rifaximin.
À cái này rifaximin nãy trong cái phần Clostridium difficile viêm đại tràng màng giả có dùng cái này đấy. Thì người ta thấy là liều của nó là 550mg nhân 3 lần một ngày mà uống là 2 tuần thôi. À, thì nó có cải thiện là IBS. À, nhưng mà chỉ dùng 2 tuần thôi, không có dùng kéo dài. À, không phải dùng vô hạn định. Cái rifaximin này nó dùng trong 3 chuyện, một là viêm đại tràng màng giả, hai là IBS và cái thứ ba là trong bệnh não, não gan. À, trong bệnh não gan. Rồi, đó là xong cái bài hội chứng ruột kích thích, là cái bài là coi như thường gặp và mình biết là những cái phương tiện điều trị, mình có thể phối hợp nhiều phương tiện điều trị. Rồi, bây giờ tôi qua cái chủ đề cái bài nữa, cũng thường gặp mà trong chương trình đại học không có học, bây giờ lên sau đại học mình mới học, gọi là bệnh lý túi thừa, diverticular disease. Rồi, bệnh lý túi thừa. Thì bệnh lý túi thừa và viêm túi thừa. Cái bệnh lý túi thừa này là một cái bệnh lý không phải là bẩm sinh, lát hồi tôi sẽ nói. Còn nhưng mà cái quan trọng nhất và sợ nhất là cái diverticulitis, viêm túi thừa. Rồi. Đây. Túi thừa là gì? Rất phổ biến ở người lớn tuổi. Người trên 80 tuổi thì 80% có túi thừa, người trên 60 tuổi thì 30% có bệnh có túi thừa. À, mà người phương Tây thì bị túi thừa bên đại tràng trái, còn người châu Á túi thừa đại tràng bên phải. Và trực tràng là không có túi thừa nha. Rồi, tại sao có túi thừa? Đấy. Đấy. Túi thừa đại tràng là nó rất dễ lủng. Bởi vì túi thừa là nó là một cái đại tràng, chỗ túi đó nó phình lên, lát hồi tôi chiếu cho thấy. Và nó không có lớp cơ. Bình thường ống tiêu hóa mình trong cùng là niêm mạc, dưới niêm, cơ và thanh mạc. Thì túi thừa là nó phình ra mà nó không có lớp cơ. À, tại sao mình bị túi thừa? Một là liên quan sức dân da trắng, hai là ăn nhiều thịt. Thứ ba là tuổi cao và một số người bệnh lupus thì dễ túi thừa. Nhưng mà có hai cái mình hay bị là ăn nhiều thịt và tuổi cao. Đấy. Túi thừa có gì nguy hiểm không? Đây. Chúng ta xem cái hình đây. Đây là cái đại tràng bình thường. Là em thấy lớp niêm mạc, dưới niêm lớp cơ và ngoài cùng là lớp thanh mạc. Thế nhưng mà túi thừa đó là khi nó phình ra đây, nó túi thừa đây. Thì nó không có lớp cơ, nó chỉ là có lớp niêm mạc và lớp dưới niêm, do nó rất là dễ thủng. Còn cái này túi thừa này nó bị cục phân rớt vô, không đi ra được. Rồi. Thế túi thừa 90, giống như polyp, túi thừa 90% không có biểu hiện gì hết. Và có thể, và đa số thực tế, thì 10% có triệu chứng là chủ yếu là đau bụng, là rối loạn đi cầu, thử máu, thử phân tìm không có gì, đi nội soi đại tràng bình thường hết, chỉ có vài cái túi thừa. Thì cái túi thừa đại tràng là nó biểu hiện giống như IBS 10%. Và đối với bệnh túi thừa không có điều trị. À, nó là chỉ có ăn mềm thôi, bởi vì nó là một cái, như cái hình nó phình ra thôi. Chúng ta hạn chế ăn những đồ cứng để cho nó đừng có lọt cái cục phân vô như cái hình nãy tôi thấy. À, túi thừa chỉ có hai chuyện thôi. Một là nó xuất huyết tiêu hóa. Đa số những xuất huyết tiêu hóa dưới ở người lớn tuổi là do túi thừa nó mỏng quá. Nãy mình thấy không có lớp cơ, nó chảy máu tự nhiên. Do biến chứng của nó thường nhất là xuất huyết tiêu hóa dưới. Xuất huyết tiêu hóa dưới, một trong những nguyên nhân người lớn tuổi là túi thừa đại tràng. Thì lúc đó thì nội soi can thiệp thôi. Nội soi vô kẹp lại, bít lại cái túi thừa đó thì nó hết chảy máu. Rồi. Đây. Đây là cái x-quang, thấy rất là nhiều túi thừa. Giống như những cái polyp nhỏ dọc dọc ở ngoài. Đó là túi thừa. Còn khi nội soi, đấy tụi em đấy. Khi nội soi thấy nó lỗ hang đầy hết. Lỗ hang đầy ở trong ruột đó. Đó là túi thừa. Đây là những trường hợp túi thừa mà chảy máu tự nhiên và được kẹp lại thì nó cầm máu. Đó là biến chứng xuất huyết. Rồi. Thì nói tóm lại chẩn đoán túi thừa. Thì thường là bệnh nhân không có một cái dấu hiệu báo động gì hết. Bệnh nhân hay đi không sốt không gì hết. Bệnh nhân thường hay đau bụng. Mà không có sụt cân, không có dấu hiệu báo động gì hết. Mới đầu mình chẩn đoán là hội chứng ruột kích thích,
uống thuốc là không bớt, cái mình cho đi nội soi thì mình thấy cũng không có u, không có gì hết, mà có nhiều túi thừa giống như cái hình đó, thì mình chẩn đoán là túi thừa đại tràng. Nó là một cái bệnh lành tính như là IBS đó. Mặc dù tổn thương là thấy thực thể túi thừa, nhưng mà nó lành tính đó, coi như là không có tổn thương nữa, giống như IBS đó. Rồi, cái quan trọng nhất là một cái biến chứng thường gặp tôi gọi là viêm túi thừa. Nó bệnh cảnh giống viêm ruột thừa cấp nhưng nó ngược lại nằm ở bên trái. Bệnh nhân hay đau bụng hạ vị hoặc bao bụng trái, sốt, có người đề kháng luôn, có người sờ thấy nề nề ở bên đó, thậm chí có người tiêu chảy nữa, có người tiêu chảy nữa, phân sệt, nhưng mà nó là bệnh cảnh của viêm túi thừa, viêm túi thừa. Cái này rất thường gặp tiêu hóa, nội trú đi với tôi là đã gặp mấy ca vậy rồi. Đấy, thế thường khi viêm túi thừa thấy bạch cầu và CRP rất là cao. Những ca vào nghi viêm túi thừa thường người ta không có nội soi bởi vì nó dễ thủng, thì chủ yếu là thấy siêu âm bụng, là thấy dày thành đại tràng bên đó, có thể thấy được khối áp xe, và chẩn đoán xác định có thể dùng CT scan là quan trọng nhất. Đấy. Đấy. Cái này là những cái hình siêu âm để chụp hình bụng đứng, thấy cái đại tràng này dày mà thấy có cái mực nước hơi, đây là áp xe, hoặc là chụp bơm cản quang đại tràng thấy nó dò túi thừa ra ngoài. Còn thường nhất là chẩn đoán bằng cái chụp CT, đôi khi thấy áp xe hay là tụ dịch hoặc là hơi và dày thành đại tràng, thì cái đó chẩn đoán là viêm túi thừa. Thì cái đó không ai đi soi đại tràng làm gì hết á. Đây, do đó chẩn đoán xác định viêm túi thừa thì thường là bệnh nhân nam, nam nữ không quan trọng, mà thường gặp nam lớn tuổi, đau bụng cấp, có thể kèm theo tiêu chảy, ấn thấy hơi đau bên trái và thấy kèm sốt và mạch cầu cao và siêu âm bụng thấy dày thành ruột, là có thể chẩn đoán cái này là viêm túi thừa rồi, chứ không có viêm đại tràng gì hết á. Rồi, thế ngược lại với viêm ruột thừa là phải mổ, còn viêm túi thừa là điều trị nội khoa nha tụi em, thành công 70-100% chứ không có mổ, nó ngược lại viêm ruột thừa hoàn toàn. Kháng sinh, nguyên tắc của nó là cho ruột nghỉ ngơi, nó gọi là bao on at rest, cho ruột nghỉ ngơi. Bao on at rest là sao? Ruột nghỉ ngơi là sao? Là tụi em cho ngưng ăn uống, bệnh nhân uống nước thôi là có thể dinh dưỡng bằng đường tĩnh mạch, gọi là bao on at rest, cho nó nghỉ ngơi, không làm nặng. Và dùng kháng sinh thích hợp là diệt trực khuẩn gram âm và kỵ khí trong 7-10 ngày, đó là nguyên tắc điều trị viêm túi thừa. Phải cho ruột nghỉ ngơi, tức là ăn rất là nhẹ. Nếu mà thể nhẹ thì mình cho ăn cháo thôi, cháo loãng, không có là ngưng ăn, giống như viêm tụy cấp vậy đó. Rồi, giờ vấn đề lúc nào là cho bệnh nhân nhập viện. Đây, bệnh nhân có một trong những dấu chứng sau thì cho nhập viện. Thí dụ, lớn tuổi quá, trên 70-80 tuổi nên cho nhập viện. Hoặc là bệnh nhân không có lớn tuổi gì hết, trẻ như tôi, nhưng mà sốt trên 38.5-39.40 độ, bạch cầu trên 20.000 nên cho nhập viện. Bệnh nhân đau bụng rất là nhiều, hoặc là bệnh nhân có dấu hiệu liệt ruột, chướng bụng, hoặc là bệnh nhân đang dùng corticoid hay là hóa trị liệu ung thư có suy giảm miễn dịch, hay là có nhiều bệnh nội khoa đi kèm, nhất là bệnh tim phổi đi kèm, hoặc là bệnh nhân đã cho điều trị 2-3 ngày điều trị ngoại trú nhưng bệnh nhân vẫn còn đau, vẫn còn sốt, thì nên cho nhập viện. Đó là tiêu chuẩn nhập viện điều trị nội trú đối với viêm túi thừa. Rồi, ở đây rất là đơn giản tụi em, outpatient regimen, đánh metronidazole 500mg tức là 2 viên nhân 3 và ciproloxacin 500mg 1 viên nhân 2. Đấy, hoặc là đơn giản hơn đánh amoxicillin clavulanate tức là ốc băng tin, đó là điều trị ngoại trú. Còn nếu mà rơi vô một trong những tiêu chuẩn nội trú thì chúng ta thấy nè, metronidazole là tĩnh mạch, chúng ta thấy tĩnh mạch hết, metronidazole tĩnh mạch cộng hoặc là cipro hoặc levo hoặc ceftriaxone, hoặc là dùng ampicillin sumatam tức là unacin, hoặc là tazocin piperacillin tazobactam, hoặc là imitenem hoặc meropenem, ta thấy là đó là những cái khuyến cáo là outpatient hoặc là inpatient. Rồi, thế thì chúng ta thấy rằng là viêm túi thừa là điều trị nội thành công 70-100%,
Nó có 3 chỉ định để phẫu thuật viêm túi thừa khi bản đồ đề kháng rõ viêm phúc mạc toàn thể, hoặc là tắc ruột, hoặc là điều trị inpatient rồi mà đánh 7 ngày trở lên mà nó không có giảm sốt, vẫn đau, vẫn còn thành áp xe rộng hơn nữa thì chúng ta phải phẫu thuật để dẫn lưu cái đó. Rồi, như vậy cái phần túi thừa đại tràng, tôi tóm tắt lại phần túi thừa đại tràng, nó là một cái bệnh lành tính. Về lý thuyết thì dòm là có vẻ tổn thương thực thể, nhưng bản chất nó là giống như IBS, 90% nó không có triệu chứng, và 10% nó có triệu chứng là nó kiểu như IBS. Nó có hai biến chứng, là một là cái biến chứng gọi là xuất huyết tự nhiên, là xuất huyết tiêu hóa dưới, và cái thứ hai là nó bị viêm túi thừa. Thì nhớ viêm túi thừa, nhớ tiêu chuẩn nhập viện điều trị, tại vì nhập viện thì là inpatient, là điều trị kháng sinh khác, IV, còn outpatient thì là điều trị kháng sinh chủ yếu là metro cộng với lại ciprofloxacin. Đấy. Rồi. Rồi. Bây giờ một cái nữa gọi là thiếu máu cục bộ đại tràng, ischemic colitis hoặc là colonic ischemia. Đấy. Cái này hồi xưa cũng hay gặp. Nhưng mà đặc biệt bây giờ trong mùa Covid mà liên quan tới chích kháng sinh. Liên quan tới chích vaccine. Chúng ta bây giờ chúng ta chích vaccine AstraZeneca thì chúng ta thấy vậy, nhưng mà thật sự Pfizer vẫn bị, nói chung tất cả những loại vaccine liên quan Covid là đều có nguy cơ gây tắc mạch. Tất cả đều có, ở những mức độ khác nhau thôi. Bởi vì bản chất cái vaccine, tức là nó là những cái protein gai của cái, nó kích thích tạo cái protein gai của cái con sạc để mà cơ thể mình tập dợt trước. Mà bản thân con Covid khi nhiễm vô người mình, ngoài chuyện nhiễm siêu vi tấn công phổi, thì nó có một cơ chế gây bão cytokine, và cái thứ hai là nó gây kích thích hình thành những cục huyết khối, những cái ủ thối nhỏ ở trong hệ thống. Đó là con SARS-CoV nó gây như vậy. Rồi bây giờ thiếu máu cục bộ đại tràng là như thế nào? Thông thường thì mình hay nói là thiếu máu cục bộ cơ tim, tại vì cái đó là hay rõ nhất. Còn thiếu máu cục bộ đại tràng thường là rất rất là hiếm, rất là hiếm. Bởi vì là cái hệ mạch máu mạc treo nó đa dạng, mà nó nhiều vòng nối lắm, nó nuôi được hết. Nhưng mà nói như vậy để không phải là nó hiếm, nhưng mà không có. Và đặc biệt bây giờ là cái vấn đề là thời đại Covid là cái này bắt đầu nó nổi lên. Đây đây. Thì nếu thiếu máu cục bộ đại tràng nó hay bị ở một cái điểm là Griffith joint, là ngay chỗ này, chỗ nối giữa chỗ gốc lách, và hai là Sudeikis point, là ngay chỗ nối chỗ cái đại tràng sigma với lại trực tràng, là hai chỗ hay bị thiếu. Đó. SMA là động mạch mạc treo tràng trên, EMA là động mạch mạc treo tràng dưới. Rồi. Đây. Thế thì bệnh lý thiếu máu cục bộ mạc treo ruột thì ít gặp, phải nói ít gặp, nhưng mà có. Ở khoa tiêu hóa bệnh viện Nguyễn Tri Phương đã gặp ít nhất là 4-5 ca rồi. Thì những yếu tố gợi ý là thường là bệnh nhân lớn tuổi, bệnh nhân có bệnh nền là cao huyết áp, sơ vữa động mạch, và bệnh nhân hay có loạn nhịp tim, nó làm cho cung lượng tim nó giảm, và đặc biệt là tiền sử nhồi máu cơ tim gần đây. Đây là những yếu tố gợi ý. Và biểu hiện lâm sàng của nó thường là gì? Nó hai thể là nhồi máu ruột non và nhồi máu đại tràng. Nhồi máu ruột non thì hiếm gặp, thiếu máu cục bộ đại tràng thì gặp nhiều hơn. Thì nó có biểu hiện là đau bụng và tiêu máu, và một số người là chướng bụng. Còn khi mà thấy bụng mà chướng rồi đề kháng hết thì thường lúc đó nó hoại tử ruột rồi, là lúc đó phẫu thuật ra hơi trễ, là phải cắt bỏ một đoạn ruột rất là nhiều, thậm chí nó nhiễm độc tử vong luôn. Biểu hiện đó là đau bụng. Đâm ra nếu mà mình bây giờ là mà chích Covid á, chích ngừa vaccine Covid á, trong cái guideline hướng dẫn luôn luôn là phải theo dõi trong vòng 1-4 tuần sau khi chích, là coi chừng hiện tượng tắc mạch, là biểu hiện một là đau đầu dữ dội, hai là tím tái một vùng, ba là đau bụng và đi cầu máu, là liên quan tới cái này. Là tại nó đau bụng, nó tắc mạch mạc treo, mà nó giống như nhồi máu cơ tim đau ngực, thì tắc mạch mạc treo là đau bụng và đi cầu ra máu. Rồi. Đây. Nếu mà nhồi máu ruột non thì cái này hiếm gặp hơn, đau là cái chính, đau khó chịu. Còn xuất huyết tiêu hóa dưới là rất là muộn, mà gần như không có. Chẩn đoán là chụp hình mạch máu. Còn thiếu máu
gọi là nhồi máu ở đại tràng thì đau bụng và tiêu máu có thể xảy ra đồng thời và tiên lượng nó tốt hơn. Đấy. Chẩn đoán là có thể bằng nội soi. Đôi khi nội soi tôi đã có những ca tôi nội soi tưởng là xuất huyết tiêu hóa dưới, nhưng mà tôi soi vô thấy niêm mạc ruột nó hoại tử từng đoạn thì nghi là nhồi máu mạc treo, và chụp CT bụng và chúng tôi thấy được là nó dựng hình mạch máu, nó thấy có những đoạn nó bị tắc mạch mạc treo, chẩn đoán được đó là thiếu máu cục bộ đại tràng. Đây. Đây. Đây là thiếu máu cấp mạc treo. Luôn luôn phải nhớ là nhớ cái chẩn đoán này trong đầu. Chú ý bệnh nhân trên 50 tuổi mà tự nhiên là đau dữ dội bụng, không nói bụng nào, đau bụng dữ dội kéo dài trên 2 tiếng. Đặc biệt ở những người có tiền sử về bệnh tim mạch, suy tim, nhồi máu cơ tim, loạn nhịp tim, thường nhất là rung nhĩ. Rồi. Luôn luôn consider, luôn luôn chú ý những bệnh nhân cái đau bụng rất dữ dội mà nó không tương xứng với lại những cái gì mình khám trên lâm sàng, thì cái cách điều chẩn đoán là tốt nhất là chụp DSA. Nhưng mà nếu mình không có chụp DSA được thì ở Việt Nam ta chụp CT, CT mà MSCT 128 lát cắt và có dựng hình mạch máu mạch treo là nó dựng hình ra là thấy được. Rồi. Rồi. Đây. Đây là những cái risk factor. Đây. Huyết áp thấp, suy tim, phẫu thuật tim phổi, thẩm phân đó là lọc thận nhân tạo, những cái người dư cholesterol hoặc là thiếu nước. À. Rồi, còn những người mà dưới 50 tuổi thì thường là có một cái bệnh bất thường gì đó, một là bệnh gọi là sickle cell, tức là bệnh hồng cầu hình lưỡi liềm, rồi viêm mạch máu trong bệnh lupus. Đặc biệt chú ý những thuốc dùng, một là dùng estrogen, tức là thuốc ngừa thai kéo dài, rồi cái thứ hai là dùng những thuốc về u vú, ví dụ là danazol là mấy cái ung thư vú, u vú lành tính hay dùng cái này. Thứ ba là dùng lợi tiểu là hay bị. Rồi, đó là những cái mà chúng ta cần lưu ý, để lưu ý là có thể gây cho là thiếu máu mạch treo, nhồi máu mạch treo. Đây. Đây là cái hình là chúng tôi soi vô thấy cái ca này là nó đau bụng đi cầu ra máu, chẩn đoán xuất huyết tiêu hóa dưới. Soi vô thấy hoại tử cái ruột này. Tôi nghi ngờ thiếu máu cục bộ đại tràng, cho bệnh nhân đi chụp MSCT có dựng hình mạch máu. Đây. Đây. Tạo hình mạch máu, thấy nó tắc mạch mạc treo lẫn động mạch thận luôn. Tắc động mạch mạc treo rồi, bàn trên lẫn động mạch thận. Đây là hình bệnh nhân của chúng tôi. Đấy, rồi. Rồi. Thế thì điều trị làm sao? Bây giờ mới á là nếu mà thấy vậy, nếu có điều kiện làm DSA là làm DSA là can thiệp luôn. Còn nếu mà nó hơi muộn thì lúc đó nó đã nhồi máu rồi thì chỉ có nước là mổ ra để cắt cái đoạn ruột đó thì mới giải quyết được. Và chúng ta thấy rằng nếu mà chúng ta chẩn đoán trễ trên 24 tiếng tử vong 80%, còn nếu mà chẩn đoán sớm dưới 12 giờ tử vong dưới 5%, còn nếu ta chẩn đoán trong vòng 12-24 giờ là tử vong khoảng 50%. Như vậy cái bài của tôi hôm nay là đến đây là hết. Rồi. Tụi em có hỏi gì không? Hết rồi đó. Dạ, thầy cho em hỏi. Rồi, hỏi đi. Dạ, em có bệnh nhân nam trẻ đi khám thì bệnh nhân than phiền cái triệu chứng về tiêu hóa của cả tuần mới đi cầu một lần. Mà cơm thì nó vẫn mềm, đóng khuôn. Mà bệnh nhân thì than là lần đi cầu phải rặn. Cân thì không có cứng, có chụp hình thì cân đó là mềm bình thường. Tại thì như vậy với mình cho bệnh nhân xét nghiệm gì, hay là mình cho bệnh nhân thuốc gì, mình sợ là gì? Rồi, cái ca của em là nó thỏa tiêu chuẩn táo bón, đúng chưa? 236 tiêu chuẩn, đúng chưa? Đồng ý không? Đồng ý. Rồi. Nhưng mà cái táo bón này của em không phải là bệnh lý đại tràng, mà nó làm là táo bón do tắc nghẽn đường ra. Ca này nó có hai chuyện. Một là nó bị
lồng ruột, lồng đại tràng sigma vô đại tràng sigma, hoặc là thứ hai là nó bị xa đại tràng sigma, thứ ba nó co thắt cơ bu trực tràng. Cái này là chuyên khoa sâu của hậu môn trực tràng học. Cái này em gửi qua đại học y dược cho người ta chụp, gọi là đề phecography, tức là chụp MRI hoặc là chụp X quang động, thì người ta sẽ thấy là nó lồng, mỗi khi bệnh nhân rộng thì những cái đoạn đại tràng sigma nó chạy lồng vô nhau, đâm ra người ta rất khó đi cầu, mặc dù là phân nó rất là mềm. À, thì cái này nó phải mổ để treo ruột lên hoặc nó kích điện. À, cái bệnh của em là bệnh là lồng đại tràng sigma với đại tràng sigma, hoặc là nó bị xa đại tràng sigma, là xa sàng chậu. Bệnh của em nó rơi vô cái đó chứ không phải là táo bón của bệnh viêm loét đại tràng hay IBS gì hết. Rồi, được chưa? Đó, rồi, bệnh em. Nó là người trẻ luôn đó thầy. Trẻ già gì cũng bị hết, gặp láng hết. Nó là một, nó là chuyên khoa sâu rồi, proctology là bệnh chuyên khoa hậu môn học. Tại Việt Nam mình không phát triển cái mảng đó, đâm ra tụi em thấy táo bón là tầm thường nhưng mà nó rất là khó chịu. Cái đó không phải là táo bón mà nó gọi là hội chứng tắc nghẽn đường ra. Nó bản chất nó biểu hiện là đúng tiêu chí chẩn đoán táo bón nhưng mà nó cơ chế là tắc nghẽn đường ra. Rồi, có gì hỏi tiếp nữa không? Thầy ơi, em muốn hỏi về cái mạch mạch treo của thầy. Ừ, kiên đó phải không? Dạ. Nói. Thì em có thấy thì trong bài người ta ghi cái tam chứng kinh điển là đau bụng dữ dội, toan chuyển hóa, với lại khám bụng không thấy một cái dấu hiệu gì của nghi ngờ mà tổn thương tạng bên trong hết. Thì cái khi đó là phải nghĩ tới là nhồi máu mạch treo. Nhưng mà lâm sàng á thầy, em thấy nếu mà thực hành theo kiểu giống vậy á thì thấy nó cũng hơi khó để mà mình nghĩ tới cái nhồi máu mạch treo á thầy. Giả sử như cái tiền sử và bệnh lý tim mạch đó, bệnh nhân trước đó không có biết tại vì không đi khám bệnh đi, thì là cũng không có mấy cái yếu tố là bệnh tim nền hay gì để mình biết được hết. Nhưng mà thông thường đó là gì? Một là nó đang mất nước, hai là nó đang giảm cung lượng tim, thứ ba nó đang loạn nhịp tim, nó sẽ có ba cái đó là thường gặp nhất. Thứ tư là nó uống những cái thuốc lợi tiểu hoặc là uống thuốc liên quan tới nội tiết tố người thai mà nó đau dữ dội đột ngột mà khám không có gì hết mà em vẫn còn nghi ngờ, mà thường là những cái đó nó sẽ có phản ứng là nó đau cái nhồi máu, là nó sẽ phản ứng là bệnh nhân xanh mặt, vã mồ hôi và đôi khi mạch hơi chậm, thì nếu em nghi ngờ em nên chụp CT để nó coi có nhồi máu mạch treo hay không. Được chưa? Dạ, ở thành phố mình á thầy, thì ở đâu á là người ta có cái can thiệp DSA để mà can thiệp mạch, nếu mà mình chẩn đoán là nhồi máu hoặc là bị cái thể là thiếu máu mạch treo do bệnh lý mạch máu sơ vữa á thầy. Nếu mà nhồi máu mạch treo á, nếu mà nó chưa tới nhồi máu, chưa có hoại tử á, thì thường á là nếu chẩn đoán sớm á thì người ta dùng kháng đông, đánh Lovenox, đánh truyền cái heparin vô là nó tan thôi chứ đâu có gì đâu, hoặc đánh Noac. Còn can thiệp là chừng nào nó tắc, nó nhồi rồi thì mới phải lấy ra, hoặc là mổ để cắt đoạn ruột hoại tử, chứ không có nó chết vì nhiễm trùng nhiễm độc, hiểu ý không? Dạ. Còn trong cái bệnh lý mà mạch máu sơ vữa thầy, nó gây từ từ nó hẹp là lên nhiều như là cái cơn đau thắt ngực của bên mạch vành á, thì này nó cũng có cái thể là nó làm càng nghĩ nó càng cái mảng sơ vữa nó lớn lên, nó gây hẹp lòng á thầy. Thì cái đó mình điều trị là mình có can thiệp gì được trên cái mạch máu mạch treo không thầy? Tại vì em có hỏi thử mấy bác bên tim mạch can thiệp á, thì họ nói là cái mạch máu mạch treo á nó hình cung, cái thứ hai nữa là nó nhỏ lắm cho nên là không có can thiệp được thầy. À, thì không có can thiệp, không có đặt stent tiết gì trên đó đó. À, nhưng mà thường thường là do cái mà bản thân cái mạch treo là nó là những cái dòng nối nó rất là đa dạng, trong đó nó rất là hiếm khi bị cái đó. Đó, nó rất là hiếm khi bị cái chuyện tắc mạch đó, tại nó có cái dòng nối rất là nhiều, em thấy rất là dòng nối nhiều, đâm ra thường là phải tắc lâu mà không nhận ra thì nó mới gây nhồi dữ vậy. Thường thường nó có yếu tố nguy cơ, thường là nó loạn nhịp tim, cái thứ hai là dùng thuốc có nội tiết tố là hai cái thường gặp, thứ ba nó có bệnh lupus,
hoặc nó có bệnh lý tăng đông gì đó, ví dụ nó có ung thư ở đâu đó mà làm tăng đông. Hoặc là những cái bệnh hồng cầu hình liềm, thalassemi nó tán huyết nó có tăng cái đó. Rồi. Dạ. Cảm ơn thầy. Rồi, hỏi gì nữa không? Dạ, dạ thầy ơi, mà mấy cái trường hợp như vậy đó thầy, thường nếu mà tắt hoàn toàn hoặc là thì mình mới can thiệp hơn này, còn như thường những cái cục máu đông thì mình chỉ cần dùng cái kháng đông hoặc là NOAC là được đúng không thầy? Đúng rồi, nó sẽ đánh đánh chống đông liền, đánh tim tĩnh mạch truyền heparin hoặc đánh Lovenox hoặc NOAC, từ từ nó tan ra. Tĩnh mạch, động mạch đều là vậy hết không thầy? Chứ không, tĩnh mạch thì dễ hơn, động mạch thì nguy hiểm hơn. Tĩnh mạch thì dễ hơn, còn động mạch nguy hiểm hơn, với lại truyền dịch để tăng lưu lượng tuần hoàn máu. Còn động mạch mà nếu mà nó hoại tử ruột thì bắt buộc phải phẫu thuật để lấy cái cắt đoạn cái ruột đó ra. Dạ dạ, dạ em cảm ơn thầy. Dạ, thầy cho em hỏi trong cái viêm loét đại tràng á thầy. Cái giai đoạn duy trì 5 ASA thì là 1 đến 2 năm, nhưng mà mình đánh giá đi khi nào mình có thể ngưng thuốc được ạ? Với lại nó có tái phát không ạ? Thì nó nói là đặc điểm đó là từng đợt lưu bệnh hoặc tái phát mà, với lại do chế độ ăn hoặc do lưu bệnh. Thì thông thường mình duy trì 1 tới 2 năm. Nếu bệnh nhân không có gì hết em có thể thử cho bệnh nhân ngưng, chừng nào nó bùng lại thì tính. Dạ. Nghĩa là bùng lại là mình phải điều trị tấn công để duy trì lại từ đầu. Đúng rồi. Dạ dạ. Dạ thưa thầy, cho em hỏi cái viêm loét đại tràng đó thầy, mình điều trị cái thuốc TNF alpha đó thì cái hiệu quả thì nó tốt đó, nhưng mà cái khi mà mình ngưng thuốc đó, thì nó dễ bị kháng thuốc lại không thầy? À, cái đó là thường là phải giai đoạn sau lận. À, nói chung là cái đó là ít khi viêm loét đại tràng ở Việt Nam ít khi phải dùng cái TNF, gần như là không phải xài tới TNF, bởi vì là của mình gần như là đáp ứng hết, với là tới độc tế bào là đáp ứng rồi, không cần đi cái khâu tới TNF. Còn nếu mà xuất huyết tiêu hóa ồ ạt thì không chọn TNF, bởi vì xuất huyết tiêu hóa ồ ạt đánh cái cyclosporin truyền tĩnh mạch cộng với cái corticoid truyền tĩnh mạch mà nó không đáp ứng là người ta phải colectomy, chứ không chờ cho cái đánh cái TNF để mà khống chế cái xuất huyết tiêu hóa đó. À, cái TNF nó chỉ cái TNF á, nó đặc biệt quan trọng đối với bệnh Crohn là phải nên đánh cái TNF đó. À, nhưng mà cái Crohn thì Việt Nam cực kỳ hiếm gặp đó. Dạ em cảm ơn thầy. À thầy ơi, cho em hỏi lại về cái chỗ mà chẩn đoán do clot serum deficiency đó thầy. Ừ. Mấy mốt mà nếu mà mình xài kháng sinh lâu ngày, giả sử cái ca hồi sức nằm lâu đi, mà mình thấy bệnh nhân tiêu chảy hoài mà có sốt với lại nhiễm trùng á, thì bây giờ muốn chẩn đoán á thầy, là lúc nãy em thấy thầy có ghi là điều trị, nếu mình nghĩ tới là mình điều trị luôn hả thầy, hay là mình cho bệnh nhân đi soi đại tràng, hay là xin cách đơn giản nhất là soi trực tràng, tại vì luôn luôn clostridium difficile nó ăn từ trực tràng ăn lên, soi hậu môn trực tràng giống như soi trĩ vậy đó, hiểu không? Nó luôn ăn từ trực tràng ăn lên. Nếu soi trực tràng thấy những cái mảng đó rồi là điều trị luôn. Còn nếu không thấy thì làm thử cái PCR phân. Đó. Dạ. Tại vì mấy bệnh nhân ở hồi sức có thầy thì thường đa số là thở máy nằm ngậm ống không à, cho nên là đưa đi soi cũng hơi khó. Thành ra là có cái nào mà làm tại chỗ được á, thì giống như PCR phân á, thì nó sẽ dễ hơn. Nhưng mà PCR phân thì trong guideline nó không có. Dạ. Đó. Thôi giờ ở Việt Nam thì mình phải chấp nhận tới mức đó. Ừ. Rồi tụi em hỏi gì nữa không? Cái amip đó có hỏi không? Amip thấy điều trị sai nhiều lắm đúng không? Alo. Alo, dạ thầy ơi, cho em hỏi. À. Dạ, viêm đại tràng mà do xạ trị thầy có xài 5 ASA với lại có điều trị giống mấy cái khác không thầy? Không, viêm đại tràng do xạ trị không dùng 5 ASA bởi không có tác dụng gì hết. Lúc đó là tụi tôi sẽ phải ở là sẽ soi vô và dùng cái đốt laser ạt gông qua nội soi. Tại vì viêm đại tràng xạ trị nó chỉ sợ nguy cơ duy nhất là xuất huyết tiêu hóa thôi.
mà không có thuốc nào điều trị hết, chỉ có đốt bằng laser hạt gông nó mới giải quyết được thôi. Thì nếu mà để điều trị cái viêm đại tràng cho xạ trị đó thì là chỉ có soi và đốt bằng laser hạt gông để ngừa trước, chứ còn 5 ASA không có tác dụng gì hết. À, có là chỉ có bề ngoài sơ sơ chút đỉnh, không ý nghĩa gì hết. Giống như em bàn chân tiểu đường, em sức thuốc đỏ ngoài sơ sơ chơi, nhưng phải là điều trị chính, hiểu ý chưa? Rồi. Vậy cái đó mình làm ở đâu được thầy? Thủ thuật gì? Đốt laser á thầy. Thì một là ở Đại học Y Dược, hai là đưa xuống nội soi Nguyễn Tri Phương, tôi làm quá trời rồi. Rồi có hỏi gì nữa không? Sao cái bài đại tràng này coi như là hấp thu được bao nhiêu không? Nghe hấp thu được bao nhiêu? Được chưa? Có hỏi gì nữa không tụi em? Dạ thầy ơi, thầy cho tụi em xin bài giảng đọc thêm được không thầy? Được, tôi sẽ cho file PDF. Dạ, dạ, với thầy cho tụi em xin luôn bài thực bản của trước luôn nha thầy nha. Rồi, để tôi còn dạy tụi em tuần sau một bài nữa thì tôi cho luôn hết. Ok. Dạ, em cảm ơn thầy nhiều ạ. Rồi. Rồi, vậy không hỏi nữa thì thôi ha.